tu chân Liêu Thiên quần, Tống thư hàng. Chương 31, Bắc Hà tán nhân đau thấu ruột gan. Cho dù trên đường tu hành gặp phải loài kiếp khủng bố như Tô thị a thập lục thì đã sao? Dù cho gặp phải kiếp nạn lớn hơn nữa thì thế nào? Đáp án còn cần phải nói à? Dù gặp phải vô số hiểm nguy, gánh chịu bao nhiêu kiếp nạn đi nữa, dù có thể gặp phải nguy hiểm thân tử đạo tiêu bất kỳ lúc nào. Thế nhưng cuộc sống bình thường của người phàm há có thể sánh được với cuộc đời vĩ đại phóng khoáng kia. Đã sớm nói rõ sống chết có mệnh, vậy thì đã sao? Hắn sẽ không bỏ qua cơ hội này, trừ phi là những kẻ chỉ biết ăn no chờ chết, hoặc là kẻ gan nhỏ như chuột, bằng không thì ai lại bỏ qua cơ hội như thế. Đúng lúc trên nhóm cửu châu số một có người đang nói chuyện. Là Vũ Nhu Tử đang kể lại những chuyện gặp phải ở thành phố Di cho Bắc Hà Tán Nhân nghe, nói cô ấy gặp gỡ tống tiền bối thế nào, Tìm được quỷ đăng tự ra sao, bắt linh quỷ kiểu gì? Lúc nhìn thấy Vũ Nhu tử đang online, trong lòng Tống thư hàng đột nhiên trở nên bình tĩnh hơn rất nhiều. Ngón tay của hắn gõ liên tục trên bàn phím, gửi đi dòng chat đầu tiên của mình ở trong nhóm Cửu Châu số 1. Thư Sơn áp lực đại. Chào các tiền bối. Chỉ là một câu chào hỏi bình thường, bất quá thân là một người mới, mở đầu như thế là được rồi nhỉ. Linh Diệp Đảo Vũ Nhu tử là vị tiền bối nào đang online vậy? Xin chào tiền bối. Cô nàng vũ nhu tử này đúng lúc cũng đang online, đối với cô mà nói, phàm là người ở trong nhóm thì ngoại trừ tô thị A thập lục ra thì ai cũng là tiền bối hết. Ê, thư sơn áp lực đại. Audio điện tử võ tấn bền. Bắc Hà Tán Nhân có chút ngạc nhiên. Hắn nhớ rõ hơn 10 ngày trước, chủ nhóm Hoàng Sơn chân Quân bất cẩn thêm nhầm một phạm nhân nhưng đối phương vẫn luôn không trồi lên nói chuyện, Bắc Hà Tán Nhân thiếu chút nữa đã quên mất trong nhóm vẫn còn một người như thế. Vốn dĩ còn nghĩ đối phương sẽ ao khỏi nhóm này sớm thôi, bởi vì đối với người bình thường không biết người trong nhóm chỉ toàn tu chân giả thế này, chỉ xem nội dung chat thôi nhất định sẽ cho rằng mình vào nhầm một nhóm có bệnh thần kinh, sau đó sẽ quyết đoán ao khỏi nhóm ngay. Không ngờ lâu như thế mà Thư Sơn áp lực đại này vẫn còn ở lại trong nhóm. Hơn nữa vừa mới mở miệng đã gọi người khác là tiền bối, lẽ nào người này đã phát hiện sự đặc biệt trong nhóm rồi sao? Thư Sơn áp lực đại. Xin chào bác Hà tiền bối. Vũ Nhu Tử, cảm ơn hai dương dược liệu của cô. Ôi ôi ôi, là tống tiền bối. Vũ Nhu Tử lập tức phản ứng lại, vui vẻ đáp lời. Cô vẫn không tìm được vị tiền bối nào có tên tục ra là Tống Thư Hàng ở trong nhóm cả, không ngờ hôm nay Tống Tiền Bối cư nhiên lại online. Thư Sơn áp lực đại. Vũ Nhu Tử, cô gọi tôi là Thư Hàng là được rồi. Tôi chỉ là người thường bị Hoàng Sơn Trân Quân vô tình thêm nhầm vào nhóm thôi. Lại nói lý do tôi bị thêm nhầm vào chính là vì tài khoản của tôi và cô chỉ khác nhau có một số thôi. Hoàng Sơn Trân Quân vốn định thêm cô, nhưng nào ngờ lại thêm nhầm tôi vào. À, Tống Tiền Bối nói thế thì ta mới để ý, hóa ra ID của chúng ta chỉ khác nhau có một số thôi. Chúng ta thật sự rất có duyên đó. Vũ Nhu Tử vui vẻ nói, xem ra cô nàng này nhất thời không đổi được cái xưng hô tống tiền bối rồi. Bắc Hà tán nhân xem tới đây là hiểu ra, vị tiền bối tống thư hàng tốt bụng trong nhóm, mà Vũ Nhu Tử vô tình gặp được lúc ở giang nam chính là thư sơn áp lực đại này. Cũng có thể hiểu được vì sao đối phương vừa nói chuyện lại gọi mọi người là tiền bối. Thư hàng tiểu hữu, nếu như người bắt đầu trò chuyện ở trong nhóm, chứng tỏ ngươi đã nhìn ra thứ gì từ chỗ Vũ Nhu Tử rồi đúng không? Bắc Hà Tán Nhân lại gửi kèm theo một cái icon mỉm cười. Khả năng gieo quẻ của Hoàng Sơn Trân Quân có vẻ khá lợi hại đấy, giỏi hơn tên tiện nhân đồng quái tiên sư kia nhiều lắm. Vị tiểu hữu này quả nhiên là có duyên với người ở trong nhóm. Bất quá lúc trước tại sao Hoàng Sơn Trân Quân không chịu nói kết quả quẻ bói ra nhỉ? Linh Diệp đảo Vũ Nhu Tử. Tống tiền bối có thể nhìn ra điều gì từ chỗ ta chứ? Thư Sơn áp lực đại, nếu nói ra thì quả thật có liên quan khá lớn với Vũ Nhu Tử, trong lúc giúp cô ấy tìm kiếm quỷ đăng tự, tôi quả thật cảm giác được cô ấy khác hẳn với người bình thường. Nhưng quan trọng nhất là hai dương dược liệu dùng để luyện chế thối thể dịch phiên bản đơn giản hóa mà cô ấy gửi đến hôm nay, vừa rồi tôi đã thử một lần dựa theo đơn thuốc của dược sư. Vừa mới uống thử một ngụm nước thuốc. "Ồ, chẳng lẽ ngươi luyện chế thối thể dịch thành công rồi?" Bắc Hà tán nhân nói với vẻ kinh ngạc, một phàm nhân bình thường nhận được dược liệu mà Vũ Nhu Tử đưa cho, sau đó dưới tình huống không có ai hướng dẫn, chỉ dựa theo đơn thuốc của thối thể dịch thôi mà có thể luyện chế thành công. Từ khi nào mà luyện đan trở nên dễ dàng như thế? Hay là trên người Tống Thư Hàng này có được vận may khủng bố nào đó cho nên vận khí nghịch thiên? Vận may là chuyện huyền ảo khó mà nói rõ, nhưng mọi người không thể phủ nhận sự tồn tại của nó. Bác Hà Tán Nhân có quen một kẻ có được khí vận nghịch thiên, kẻ kia không cần làm gì cả, mỗi khi hết tiền thì chỉ cần đi ra ngoài dạo một vòng thôi là có thể nhặt tiền đến mỏi tay. Ra ngoài một vòng thôi đã kiếm đủ cho hắn tiêu đến mấy ngày. Chỉ tiếc rằng rõ ràng có được khí vận mạnh mẽ dường ấy, nhưng lại không có chút thiên phú tu luyện nào. Bằng không kiểu gì bác Hà Tán Nhân cũng sẽ thu hắn làm đệ tử. Vũ Nhu Tử cũng kinh ngạc nói. Tống tiền bối, dược liệu của ta hẳn là chưa hôm nay mới chuyển đến nơi thôi mà tính ra thì nhiều nhất chỉ đủ thời gian luyện ra được một lò đan dược mà thôi. Chẳng lẽ tiền bối ngươi làm một lần là thành công luôn? Tôi cũng không biết mình thành công hay thất bại nữa. Tuy rằng tiến hành từng bước dựa trên thứ tự của đơn thuốc, nhưng đến loại dược liệu thứ 40 thì có chút chuyện ngoài ý muốn. Tống Thư Hàng lại nói tiếp. Cuối cùng tôi chỉ có được chừng 5 muỗng nhỏ thối thể dịch thôi, tôi dùng thử một chút, thân thể được mạnh lên rất nhiều. Từ thị lực, sức mạnh thân thể, sức chịu đựng hay khí lực, toàn bộ đều được mạnh lên. Có những điểm đó thì quả thật chứng minh ngươi đã luyện chế thành công rồi. Dù có xảy ra chuyện ngoài ý muốn đi chăng nữa thì nhiều nhất cũng chỉ là phẩm chất của thối thể dịch giảm đi một chút mà thôi. Bác Hà Tán Nhân khẳng định, thối thể dịch là nước thuốc căn bản nhất, kháng tính rất thấp. Cho nên nó khác với những đan dược phẩm chất cao khác, yêu cầu đối với phẩm chất của nó không cao lắm. Dù cho thứ luyện chế ra có phẩm chất tương đối thấp đi nữa cũng không sao, Dùng nhiều thêm một chút cũng có thể sinh ra hiệu quả y hệt, đây chính là một trong số các lý do dù hiệu quả của thối thể dịch bản đơn giản hóa của dược sư chỉ bằng một nửa so với bản cũ, nhưng vẫn được mọi người ở trong nhóm khẳng định. Nếu như là đan dược phẩm chất cao, phẩm chất kém một chút thì hiệu quả sẽ khác rõ rệt, hơn nữa cũng không thể dùng số lượng nhiều để tích lũy dược lực được. Đan dược càng phẩm chất cao thì kháng tính lại càng mạnh. Đan dược phẩm chất kém một bậc thì cần dùng hơn cả trăm viên để bù vào dùng càng nhiều thì dược kháng tính lại càng mạnh, dần già sẽ khiến loại đan dược phẩm chất cao này không còn hiệu quả đối với tu luyện giả nữa. Nói ra thì thật sự ta càng muốn biết thư hàng tiểu hữu người luyện ra được mấy lò thối thể dịch. Thành công mấy lần? Bác Hà Tán Nhân tò mò hỏi thử. Mấy lò ấy à, hẳn là chỉ có một lò thôi, bởi vì ta chỉ có một cái bếp điện từ mà thôi. Tống Thư Hàng thành thật trả lời. Hắn còn chưa gửi lên thì Vũ Nhu Tử đã nói trước chắc là tống tiền bối chỉ mới luyện chế có một lần mà thôi. Bởi vì lúc dược liệu của ta gửi đến đấy tới giờ chỉ mới có 5-6 giờ mà thôi. Một lần, ngay lần đầu tiên đã thành công. Bác Hà Tán Nhân đột nhiên cảm giác đầu gối của mình muốn nhũn ra, thật muốn quỷ xuống khóc to. Hắn là Tán Nhân, lúc vừa bắt đầu tu luyện toàn bộ chỉ có thể dựa vào bản thân mình. Năm đó khi hắn luyện chế thối thể dịch thì thất bại bao nhiêu lần nhỉ? Căn bản đã chẳng thể nào nhớ rõ được. Tóm lại là hắn thất bại rất nhiều lần, thất bại tới mức táng ra bại sản mới có thể mò mẫm ra được cách luyện chế thối thể dịch. Tuy rằng lúc ấy thứ hắn luyện chế là thối thể dịch bản cũ, nhưng thật sự là người so với người tức chết người mà. Lại nói, bếp điện từ kia là cái gì? Lò luyện đan kiểu mới à? Chẳng lẽ nha đầu vũ nhu tử kia còn tặng một cái lò đan luyện đan cho tống thư hàng tiểu hữu Chẳng lẽ là do lò luyện đan kiểu mới này có thể gia tăng xác suất thành công? Nghĩ tới đây, bác Hà Tán Nhân thử hỏi. Thư hàng tiểu hữu lẽ nào bếp điện từ mà ngươi nói khi nãy là lò luyện đan kiểu mới à? Hả, có loại lò luyện đan như thế à? Vũ Nhu Tử nghi hoặc hỏi. Lúc nhìn thấy Vũ Nhu Tử hỏi theo, bác Hà Tán Nhân cảm thấy ruột gan mình ẩn ẩn nhói lên, sao hắn lại có dự cảm là câu trả lời tiếp theo của Tống Thư Hàng sẽ khiến giọt nước mắt của hắn chảy ngược thế này? Tống Thư Hàng nhìn bếp điện từ nằm trong bếp, ngón tay lướt thoăn thoát trên bàn phím. chương 32, Tán Tu và Môn Phái Bếp điện từ chứ không phải lò luyện đan hà, là cái bếp điện từ dùng để nấu ăn ấy hả? À? Bác Hà Tán nhân cảm giác huyết áp của mình đang tăng cao. Tống Thư Hàng ngượng ngùng trả lời. Đúng vậy. Ha ha, không hổ là Tống Tiền Bối. Vũ Nhu Tử nói. Vậy lò đan thì sao? Người dùng lò đan gì? Bác Hà Tán Nhân lại hỏi tiếp nếu như nhất định phải nói là lò luyện đan thì chắc là nồi lẩu đấy. Tống Thư Hàng cảm giác có chút xấu hổ, chẳng giống phong cách tiên hiệp chút nào, khiến hắn cảm thấy có phần xấu hổ. Nồi lẩu là loại lò luyện đan kiểu gì thế? Không, đợi đã, người đừng có nói với ta, cái nồi lẩu đấy chính là cái loại nồi dùng để ăn lẩu nhé. Bắc Hà Tán Nhân dùng sức gõ mấy chữ. Ừ, đúng là cái đó. Tống Thư Hàng trả lời. Gạch nối chấm chấm. Bắc Hà Tán Nhân chỉ còn một chuỗi câm nín tuyệt đối. Bắc Hà Tán Nhân cảm thấy kinh nghiệm luyện đan của mình bao năm nay quả nhiên uống phí. Người ta lần đầu tiên luyện đan, dùng bếp điện từ với nồi lẩu thôi cũng có thể luyện ra được thối thể dịch, còn hắn hiện tại luyện 10 lò còn phải thất bại một hai lò đây. Hồi lâu sau hắn mới lên tiếng hỏi. Ta có thể chửi tục một tiếng không? Mẹ kiếp! Cuồng đao tam lãng đã mắng trước một bước. Mẹ kiếp! đồng quái tiên sư nối gót sát theo sau. Mẹ kiếp, túy nguyệt cư sĩ giữ nguyên đội hình, nói tới túy nguyệt cư sĩ, dường như cũng là một ai đi thường xuyên xuất hiện trong nhóm, hắn chắc là một vị tiền bối thường xuyên hoạt động. Nhưng không hiểu tại sao, mỗi lần Tống Thư Hàng nhìn thấy hắn nói chuyện luôn cảm giác nhìn thật quen mắt, nhưng quay đầu một cái đã quên bén hắn là ai. Khốn kiếp, ba người các ngươi đều mắng xong rồi, ta mắng cái quỷ gì nữa đây? bắc Hà Tán Nhân buồn bực nói xem tuyệt chiêu của ta đây a à, còng dược sư tới lúc ngươi ra trận rồi dược sư huynh đây dược sư trồi lên hắn vẫn luôn im lặng xem nhật ký chat một hồi sau hắn cứ viết viết lại xóa xóa một lúc mới gõ ra được một câu tiểu hữu có thể tả lại quá trình ngươi luyện dược không đặc biệt là lúc ngoài ý muốn khi cho loại dược liệu thứ bốn mà ngươi nói đấy hai mắt của vũ nhu tử sáng lên ô tống tiền bối Bước này ta cũng đặc biệt muốn biết, ta đã thất bại ở bước này mấy lần rồi. Có vũ nhu tử ở đây, Tống Thư Hàng dễ dàng gia nhập vào cuộc trò chuyện của nhóm cửu châu số 1, không có chút khó khăn gì. Đương nhiên, đây cũng có một phần là do hắn đã im lặng theo dõi hơn 10 ngày nay, cũng đã biết rõ tính cách của mấy người trong nhóm. Không thành vấn đề, tôi sẽ tả sơ lại một chút. Tống Thư Hàng nói, đầu tiên là tôi cho nhân sâm sắt miếng vào, sau đó thêm một ca nước đợi đã, thêm nước. Tốc độ gõ chữ của dược sư bạo tăng, hỏi. Tại sao phải thêm nước? Bởi vì nếu như không thêm nước, nhân sâm cho vào nồi sẽ cháy mất thì sao? Tống thư hàng đáp, trong lòng hiểu rõ, quả nhiên mấy người trong nhóm luyện chế thối thể dịch không cần cho thêm nước. Ồ, cũng đúng, người dùng là bếp điện từ với nồi lầu. Bác Hà Tán Nhân cảm thán, vì sao sau khi biết được chân tướng thì ta lại cảm giác ruột gan càng đau hơn thế này? dược sư sự yên lặng gật đầu. Có đạo lý, người nói tiếp đi, đầu tiên cho thêm nước chắc sẽ không tạo thành ảnh hưởng lớn về sau. Theo Tống Thư Hàng bắt đầu miêu tả, trong đầu của mấy vị tiền bối trong nhóm đều xuất hiện hình ảnh thế này. Một vị nam tử khí chất nho sinh tên DS, ngồi ngay ngắn bên cạnh, bếp điện tư, bên trên để một nồi lầu, lại nghiêm túc cho dược liệu của thối thể dịch vào, bắt đầu luyện chế nước thuốc. Tại sao cứ có cảm giác sai sai thế nào ấy nhỉ? vì cái quần gì luyện đan lại có thể liên quan đến bếp điện tử và nồi lẩu kia chứ. Tống Thư Hàng thì không nghĩ nhiều như thế, hắn kể sơ qua quá trình luyện đan của mình, cũng kèm theo kinh nghiệm đối với độ lửa và thời gian của mình vào. Đồng thời cũng kể lại một số vấn đề và cơ hội mà mình gặp phải trong lúc luyện chế thối thể dịch. Nghe những gì Tống Thư Hàng miêu tả, thấy hắn từng chút từng chút phân tích ra đơn thuốc mà mình đã cải biên, dược sư cảm giác vui mừng sâu sắc, khiến hắn có một loại cảm giác như cao sơn lưu thủy gặp tri âm. Mãi cho đến lúc thêm loại dược liệu thứ 40 thì thối thể dịch trong nồi đột nhiên phát ra mùi tanh và khét, số lượng dược thủy trong nồi nhanh chóng bốc hơi. Chớp mắt một cái chỉ còn lại chừng một phần năm mà thôi. Tống Thư Hàng trả lời. Lúc tới đây, tôi không hiểu lý do là gì, chỉ có thể suy đoán đây là một loại thuốc dẫn nào đó. Ta cũng gặp phải tình huống như thế, sau đó dược thủy sẽ bốc hơi khô cạn rất nhanh. Vũ Nhu Tử kêu lên. Bản thiên sư cũng như thế, Đồng Quái Tiên sư gật đầu nói, bọn họ cũng không phải luyện đan sư, bất quá thân là tu luyện giả, luyện chế một số đan dược cấp thấp bình thường cũng không thành vấn đề. Bởi vì vị dược liệu đó chính là thuốc dẫn, vừa mới cho vào đã đại biểu cho công đoạn chiết xuất cuối cùng đã bắt đầu. Mà khi các người mới bắt đầu luyện dược, không nắm chuẩn hỏa hậu và thời gian, vừa cho loại thuốc dẫn thứ 40 vào thì sẽ tạo thành loại tình trạng này. Muốn không bị thì chỉ có thể mày mò lấy kinh nghiệm, không có đường tắt dược sư trả lời đồng dạng nếu như xảy ra tình huống thế này thì chỉ có thể dựa vào kinh nghiệm và nhãn lực để giải quyết tống thư hàng tiểu hữu người làm cách nào để vượt qua cửa này dược sư tò mò hỏi tôi thấy dược thủy bị bốc hơi nhanh quá nên trước tiên cho thêm một ca nước hy vọng có thể giảm bớt tốc độ bốc hơi tống thư hàng nhớ lại rồi nói lại thêm nước à ừm có lẽ đó cũng là một cách giảm bớt không tệ sau đó thì sao thêm nước cũng chỉ có thể giảm bớt, chỉ trị được ngọn, không trị được gốc. Dược sư hỏi, đồng thời trong lòng hắn lại cân nhắc đến tính thực dụng của việc cho thêm nước, bất quá hắn lại nghĩ nhiều hơn. Nếu như gặp phải tình huống thế này, đổi nước thành một số dược thủy đặc chế khác thì có thể còn giúp giảm bớt tốc độ bốc hơi của dược thủy nhiều hơn nữa. Sau đó tôi dứt khoát bỏ hết bốn loại dược liệu cuối cùng vào một lúc luôn, lại chỉnh nhiệt độ lớn để nấu. Cuối cùng nắp nồi bị bắn văng ra, nửa nồi thối thể dịch sau cùng còn lại chừng 5 muỗng. Tống Thư Hàng trả lời. 5 muỗng, nếu như muỗng người dùng không phải loại muỗng cho trẻ em thì 5 muỗng này đã là rất nhiều rồi. Bác Hà Tán Nhân thở dài, bình thường, mỗi lần luyện chế thối thể dịch thì sau cùng chỉ còn được chừng 3 muỗng là nhiều. Dược hiệu so với trước kia thì sao? Ồ, ta quên mất đây là lần đầu tiên ngươi luyện thối thể dịch. Dược sư buồn bực nói để ta luyện chế dựa theo cách ngươi nói một lần cái đã đợi sau khi có kết quả thì ta sẽ phát biểu ý kiến của mình nói xong thì dược sư lập tức ao ha ha ở phương diện luyện dược này dược sư huynh vẫn cứ nóng vội như thế đợi sau khi hắn luyện chế xong rồi nếu giống như hắn đã nói cách luyện chế của ngươi có thể luyện ra được thối thể dịch bản đơn giản hóa thì đám người sau này dùng cách của ngươi để luyện dược sẽ nợ ngươi một phần nhân tình rồi phần nhân tình này, đối với ngươi mà nói quả thật là chuyện tốt không thể tả. bắc Hà Tán Nhân gửi lên một ai cần tươi cười. Tống Thư Hàng đã chịu nói chuyện trong nhóm, vậy thì đại biểu cho hắn muốn tiếp xúc với tu chân. Thực tế thì từ sau khi hắn luyện chế và dùng thối thể dịch xong thì hắn cũng có thể xem như đã bước một chân vào thế giới tu chân rồi. Vậy thì Thư Hàng tiểu hữu hoan nghênh người gia nhập nhóm cửu châu số 1. bắc Hà Tán Nhân nói. Vốn mấy chuyện này nên là chủ nhóm Hoàng Sơn Trân Quân giải thích với người mới đúng, dù sao thì cũng là do hắn thêm người vào, cũng vì có duyên với hắn nên mới giữ người lại. Bất quá hôm nay con đại yêu khuyển nhà hắn lại nổi giận, cho nên để ta giúp hắn vậy. Con đại yêu khuyển nhà Hoàng Sơn chân Quân có vẻ rất có cá tính nhỉ. Tống Thư Hàng nghĩ thầm trong lòng. Nếu như ngươi đã lựa chọn bước vào con đường tu hành thì có một số việc ta phải nói rõ cho ngươi biết trước con đường tu hành này cũng không dễ dàng như người nghĩ đâu. Trên đường có vô số kiếp nạn, bất kỳ lúc nào cũng có thể gặp phải tai ương ngập đầu. Tôi cũng biết đại khái, trận lôi kiếp ở thành phố Hát hôm trước tôi cũng thấy qua. Tống Thư Hàng đáp, Vũ Nhu Tử lại giải thích thêm. Tống Tiền Bối ở khá gần thành phố Hát và thành phố Di. Ngay cả lôi kiếp của A Thập Lục ngươi cũng biết, xem ra từ khi vào nhóm tới nay ngươi vẫn luôn chú ý dõi theo chúng ta đúng không? Bắc Hà tán nhân trêu ghẹo. Ha ha. Tống thư hàng xấu hổ cười gượng, hắn không thể nói mình mới đầu vẫn xem mọi người trong nhóm là một đám mắc bệnh ảo tưởng, mỗi ngày lấy họ mua vui được. Nếu như ngươi đã chuẩn bị tâm lý xong rồi thì ta cũng nói thẳng vào chủ đề chính đi vậy. Bắc Hà tán nhân tiếp tục nói, nếu như thư hàng ở lại nhóm này, hiển nhiên là muốn tìm hiểu phương pháp tu chân từ chỗ chúng ta rồi. Như vậy, dựa theo truyền thống của nhóm Cửu Châu số 1 chúng ta, bây giờ ngươi có hai lựa chọn. Tán tu, hoặc là gia nhập môn phái của một vị tiền bối nào đó trong nhóm. chương 33, tu chân, chính tại dưới đầu ngón tay. Vũ Nhu Tử lập tức kêu to. Tống tiền bối gia nhập linh diệp đảo của chúng ta đi, linh diệp đảo chúng ta nhiều tài nguyên, công pháp cường đại, hơn nữa lại có ta ở đây, có thể bảo kê cho tiền bối. Vũ Nhu Tử đừng ngắt lời, để cho ta nói xong đã. bắc Hà Tán Nhân nói, Vũ Nhu Tử ngượng ngùng rụt lại. Hai bên có gì khác nhau sao? Tống Thư Hàng hỏi dò. Bắc Hà Tán Nhân. Hai bên đều có chỗ tốt và chỗ xấu. Nhưng tóm lại, ưu thế của môn phái lớn hơn nhiều so với Tán Tu. Cho nên, trước tiên nói tới việc gia nhập môn phái đi. Nếu như gia nhập môn phái thì sẽ có sư phụ chuyên môn chỉ dạy cho người tu luyện, truyền thụ kinh nghiệm, theo dõi xích sao miễn cho người gặp phải sai lầm khi tu luyện, có thể bớt được rất nhiều thời gian, hơn nữa, chỉ cần ngươi có thiên phú, đủ chăm chỉ, tài nguyên, công pháp, động thiên tu luyện cũng sẽ không ít. So ra, nếu chọn cái này thì thích hợp với người toàn tâm toàn ý tu luyện. Thế nhưng, nếu như gia nhập môn phái thì ngươi phải tuân thủ môn quy, đóng góp cho môn phái, chung quy ngươi nhận được nhiều tài nguyên của môn phái như thế, phải đóng góp cho môn phái. Đặc biệt là giống như môn phái của thông huyền đại sư vậy, vào đó thì phải cạo chọc đầu, còn phải tuân thủ đủ loại quy tắc của Phật môn phải cắt đứt với người thân ở phàm tục, chăm chỉ tu luyện mãi cho tới khi xuất sư mới thôi. Nếu như xui xẻo thì có khi cả đời cũng không thể gặp lại song thân. Trước đây thiếu chút nữa là bác Hà Tán Nhân đã bị lừa đi làm tiểu hòa thượng rồi, cho nên oán niệm đối với Phật môn khá sâu đậm. Vân Du Tăng thông huyền trồi lên, gửi một cái ai cần cười ngây ngô. Bác Hà Tán Nhân lập tức bổ sung. Hoa ha ha, thật ra không chỉ môn phái của thông huyền đại sư thôi đâu, một số môn phái khác cũng cần phải xa rời người thân. Dù sao thì môn phái cần các đệ tử tập trung lại sinh hoạt trong môn phái. Nếu như không xuất sư thì rất ít khi có thể ra ngoài hoạt động. Vân Du Tăng Thông Huyền lại gửi thêm một cái ai cần cười tô tuét, hóa ra cái ai cần cười ngây ngô khi nãy mà vị đại sư này gửi lên là để uy hiếp Bắc Hà Tán Nhân à. Không có trả giá sao có thể nhận được hồi báo, đấy là đương nhiên. Tống Thư Hàng hiểu được, nhưng trong lòng hắn biết, bản thân mình không thích hợp gia nhập môn phái. Ít nhất là không thích hợp với bản thân của hiện tại. Hắn còn chưa chuẩn bị xa rời người thân, xa quê hương để tu hành. Hắn vẫn còn nhiều điều lưu luyến trên thế giới này. Tống tiền bối, linh diệp đảo chúng ta khá tự do ở phương diện này. Chỉ cần ngươi có thể tu luyện đến cảnh giới chiến vương hậu thiên tam phẩm, thì mỗi năm đều có thể rời khỏi linh diệp đảo một khoảng thời gian. Hơn nữa còn có ta ở đây, ta có thể giúp tiền bối người lấy được độ tự do lớn nhất. Vũ Nhu Tử hãy còn đang quảng cáo Linh Diệp Đảo. Cảm ơn." Tống thư Hàng chân thành nói. Bất quá Chiến Vương hậu thiên tam phẩm không phải xa vời bình thường đâu. Vũ Nhu Tử bị người ở trong nhóm xem là thiên tài, cô bắt đầu tu luyện từ nhỏ, tới đây giờ đã hơn 20 năm rồi ấy chứ. Cũng chỉ mới đạt tới cảnh giới Chiến Vương hậu thiên tam phẩm mà thôi. Tống thư Hàng cảm thấy chính mình tuyệt đối không phải là thiên tài nếu như đợi 4 năm chục năm sau mình mới đạt tới cảnh giới này thì cơ bản xem như cha mẹ thiên nhân vĩnh cách mất rồi còn gì. Khụ khụ, tiếp theo ta lại nói một chút về tán tu cho người vậy, chắc người cũng nhìn ra, ta chính là tán tu. Bác Hà Tán Nhân cười nói, so với gia nhập môn phái thì tán tu không có thầy chỉ đạo tu luyện, không có tài nguyên, không có động thiên địa điểm tốt để tu luyện, tất cả đều phải dựa vào bản thân mình. Điểm tốt duy nhất có lẽ chính là tự do không có điều gì trói buộc nhỉ. Tán tu rất cực khổ, bác Hà Tán Nhân ở trong tán tu xem như có phần may mắn, khi hắn còn trẻ tuổi đã kết giao làm bạn với Tô Thị A Thất, được hắn giúp đỡ rất nhiều. Sau này lại được Tô Thị A Thất đề cử, gia nhập nhóm cửu châu số 1. Trong nhóm này, hắn như cá gặp nước, thực lực đã đạt tới linh hoàng ngũ phẩm đỉnh phong, chỉ thiếu một bước nữa thôi là sẽ tiến cấp. Nếu như là tán tu bình thường, không có thầy dạy, không có tài nguyên, không có tình báo, không có động thiên phúc địa, Tu luyện đến cảnh giới nhị phẩm hay tam phẩm thì sẽ khó mà bước thêm được nữa, tuổi thọ vừa hết sẽ hóa thành cho bụi. Vậy công pháp và tài nguyên của tán tu là từ đâu mà có? Tống thư Hàng cảm giác tiền đồ của tán tu quả thật quá xa vời. Ha ha, nếu như ngươi không gia nhập nhóm Cửu Châu số 1 mà nói thì ta sẽ đề cử ngươi đi tìm một môn phái mà gia nhập. Dù sao thì tán tu thật sự rất vất vả, bây giờ không thể so với khi xưa. Ở trong phạm tục mà muốn kiếm được linh đan diệu dược thật sự là có muôn ngàn khó khăn. Nhưng nhóm Cửu Châu số 1 là một nhóm khá đặc biệt, chủ nhóm Hoàng Sơn Chân Quân và một số tiền bối có thực lực cao cường và kinh nghiệm dày dặc sẽ hay nhờ và thành viên trong nhóm giúp đỡ vài việc. Người có thể nhận được một số thù lao mà người muốn từ chỗ chân quân bọn họ. Đây cũng là cách mà các vị tiền bối trong nhóm dẫn dắt cho hậu bối. Hoặc khi những thành viên bình thường trong nhóm cần giúp đỡ, nếu như ngươi có thể giúp đỡ được bọn họ cũng có thể nhận được một số hồi báo giống như khi ngươi giúp đỡ vũ nhu tử nhận được hai dương dược liệu chẳng hạn đương nhiên người chịu ra tay hào phóng bại gia như cô nàng vũ nhu tử này cũng không có nhiều ngươi đừng tưởng mỗi lần đều có thể dễ dàng nhận được nhiều dược liệu làm thù lao như thế bắc hà tán nhân lại trêu ghẹo bắc hà tiền bối ta mới không có bại gia linh diệp đảo vũ nhu tử gửi một ai cần tức giận Tống Thư Hàng lại bổ não, tưởng tượng ra bộ dạng đáng yêu phồng má tức giận của cô nàng này, nhất định rất đáng yêu. Bác Hà Tán nhân cười. Cho nên, nếu như ngươi lựa chọn làm tán tu thì phải lộ mặt trong nhóm nhiều lên. Chỉ cần ngươi đủ chăm chỉ, vô luận là công pháp, đan dược, tài nguyên, ngươi đều có thể từ từ tìm được. Nói thật thì nhóm cửu châu số một cũng xem như một môn phái rồi. Tống Thư Hàng nghe tới đây đã cảm thấy động lòng không thôi. Trong khoảng thời gian ngắn, tán tu quả thật là lựa chọn phù hợp với hắn nhất. Bắc Hà tán nhân. Như vậy, giữa môn phái và tán tu, người chọn cái nào? Bắc Hà tán nhân nói xong thì đồng quái tiên sư lại nói tiếp, bổ sung thêm. Tiểu hữu thư hàng, chuyện này liên quan tối con đường tu chân ngày sau của ngươi, cho nên ngươi không cần phải vội vàng quyết định. Cứ tỉnh táo suy xét cho thật kỹ đi đã, chọn lựa cho kỹ, để tránh sau này hối hận. Cảm ơn tiền bối, ta đã hiểu rõ ta chọn tán tu. Tống Thư Hàng đã sớm nghĩ kỹ càng. Người không muốn suy nghĩ kỹ thêm một chút à. Một khi lựa chọn tán tu thì sau này muốn gia nhập môn phái cũng sẽ rất khó. Đồng Quái Tiên Sư nhắc nhở. Bình thường môn phái đều không nhận tán tu. Bởi vì vẽ tranh trên một tờ giấy tranh sẽ dễ dàng hơn vẽ trên một tờ giấy đã vẽ rồi nhiều. Hơn nữa đối với phương diện trung thành cùng môn phái thì tán tu lại càng không thể so được với những đệ tử được bồi dưỡng từ nhỏ, yếu tố không ổn định có quá nhiều. Cho nên, trừ phi tán tu đó có thiên phú cực kỳ cao, hoặc tinh thông một phương diện nào đó, bằng không thì rất ít có môn phái nào đồng ý nhận tán tu. Đúng vậy, ta đã nghĩ kỹ rồi." Tống thư hàng nghiêm túc trả lời, đây là lựa chọn của hắn, dù tốt hay xấu, hắn cũng sẽ không hối hận. Đồng Quái tiên sư gật đầu không nói thêm gì nữa một lát sau bác hà tán nhân mới trả lời tiểu hữu thư hàng nếu như ngươi đã lựa chọn tán tu thì thứ ngươi cần nhất hiện tại chính là tạo nền tảng bằng cách luyện thể chi pháp và minh tưởng pháp môn theo thói quen của nhóm cửu châu số một chúng ta thì muốn có được thì trước tiên phải trả giá cố gắng trước đã nếu như trong nhóm có tiền bối hoặc đạo hữu nào cần giúp đỡ thì ngươi có thể giúp một tay sau khi hoàn thành yêu cầu của đạo hữu hoặc tiền bối đó xong thì ngươi có thể nhận được một ít công pháp và tài nguyên mà ngươi cần. Bất quá, ngươi hơi đặc biệt, trong nhóm cửu châu số một chưa từng có người phàm gia nhập bao giờ. Thực lực của ngươi quá yếu, nếu như không thể tạo nền tảng trước thì có khả năng ngươi khó mà giúp đỡ làm những việc giúp tiền bối hoặc đạo hữu trong nhóm được. Dù sao thì người cần chỉ đường giống như vũ nhu tử rất ít. Những việc mà tu sĩ cần giúp đỡ phần lớn đều có liên quan tới tu chân. Tống thư hàng gửi một cái ai cần cười ngượng. Cho nên, nếu như ngươi không ngại thì ta có thể tìm giúp cho ngươi một phần quyền pháp và minh tưởng pháp môn để tạo nền tảng trước, phối hợp với thối thể dịch của ngươi, cũng đủ khiến cho ngươi hoàn thành nền tảng trăm ngày, chính thức tiến vào cảnh giới dược phàm nhất phẩm. Sau khi tạo nền tảng thành công thì ngươi có thể hoàn thành một số nhiệm vụ của các tiền bối và đạo hữu trong nhóm, cũng có cơ hội trả lại phần của ta. Đương nhiên ta chỉ có thể đưa trước cho ngươi một bộ pháp môn tu luyện căn bản nhất mà thôi. Bắc Hà Tán Nhân lại bổ sung. Ngoài ra, nếu như ngươi có thể tìm được khí huyết đan thì có thể giảm bớt thời gian trăm ngày tạo nền tảng này. Nhóm cửu châu số một vốn là một nhóm nhỏ dùng để giúp đỡ lẫn nhau, các tiền bối sẽ thường xuyên giúp đỡ hậu bối một chút. Đưa trước cho hậu bối một bộ công pháp căn bản bình thường đối với các tu sĩ mà nói thì chỉ là việc tiện tay mà thôi. Dù sao thì Tống Thư Hàng cũng đã gia nhập nhóm này. Trở thành một vị tu sĩ cũng là chuyện như ván đã đóng thuyền. Hơn nữa, sau khi bác Hà tán nhân đưa trước một bộ công pháp căn bản xong thì xem như thành một nửa người dẫn đường cho Tống Thư Hàng. Phần ân tình này, đủ để Tống Thư Hàng ghi nhớ một đời. Về phần nửa người còn lại, tự nhiên chính là cô nàng Vũ Nhu tử giàu có đã tặng hai dương dược liệu cho Tống Thư Hàng. Tống Thư Hàng nghe thế thì cảm thấy trong lòng ấm áp. Cho dù chỉ là ứng trước, dù chỉ là một bộ công pháp tu luyện căn bản, nhưng đối với hắn bây giờ mà nói thì thật sự là thứ cần thiết nhất. Ngón tay hắn ấn lên bàn phím, tiếp theo chỉ cần hắn gõ vài chữ thì cánh cửa tu chân sẽ chân chính mở rộng trước mặt hắn. chương 34, Thù Lao của Dược Sư Người gửi tin là cô nàng Vũ Nhu Tử, cô sung phong nhận việc. bắc Hà Tiền Bối, công pháp trụ cột ứng trước cho tống tiền bối cứ giao cho ta đi. Tuy rằng ta chỉ mới có cảnh giới tam phẩm, nhưng truyền thụ công pháp trụ cột tuyệt đối không thành vấn đề đúng lúc ta cũng muốn đi tới khu Giang Nam thêm một chuyến nữa. Cô thật sự muốn nhìn thấy quá trình tống thư hàng dùng bếp điện luyện chế thối thể dịch. Quan trọng hơn chính là, cô muốn thừa dịp cha vẫn chưa về nhà, muốn chuồn ra ngoài chơi thêm vài ngày nữa. Cái này gọi là chơi vui quen thói, cô nàng này đã hoàn toàn bị thế giới phồn hoa bên ngoài hấp dẫn, lúc nào cũng muốn bỏ nhà trốn ra ngoài chơi. Vũ Nhu Tử vừa mới xong thì cuồng đao tam lãng lập tức nhắn lên ngoan ngoãn ở lại linh diệp đảo chờ ta trở về đi một giờ sau ta sẽ lên đường trạng vạng sẽ về tới linh diệp đảo người dùng ngữ khí thế này để nói chuyện đương nhiên là linh điệp tôn giả rồi xem ra hắn hãy còn đang dày vò cuồng đao tam lãng chưa lập tức về nhà vũ nhu tử thè lưỡi lặn xuống không dám nói chuyện nữa bác hà tán nhân gửi một ai cần cười tươi đây là đang giễu cuồng đao tam lãng tống thư hàng cũng mỉm cười hắn thở phào một hơi nhập vài chữ trên khung soạn thảo làm phiền Bắc Hà tiền bối ta muốn hắn còn chưa gõ xong thì tinh tinh trong nhóm lại nhảy lên một tin nhắn lần này là dược sư hắn chỉ nhắn gọn lỏn hai chữ để ta tin này khá lạ ngay cả bác Hà tán nhân cũng không đoán được hắn muốn nói gì sau một lúc dược sư mới nhắn tiếp bác Hà huynh xin cứ giao chuyện truyền thụ công pháp cho tiểu hữu thư hàng lại cho ta đi lại thêm cả buổi trời nữa. Sược sư, tiểu hữu thư hàng, vừa rồi ta dùng pháp thuật mô phỏng quá trình luyện chế thối thể dịch của ngươi, trong lúc đó nghĩ tới vài khả năng rất có tính thực dụng, giúp ích rất nhiều cho việc hoàn thiện đơn thuốc luyện chế thối thể dịch đơn giản hóa của ta. Có một số việc trên mạng khó mà nói rõ được, ta muốn tự mình nhìn ngươi luyện chế thối thể dịch một lần, sau đó ngươi lại dốc sức giúp ta hoàn thiện đơn thuốc thối thể dịch đơn giản hóa của ta. Ừm, mặc kệ tới lúc ta thực nghiệm có thành công hay không, ta cũng sẽ cho ngươi một phần thù lao không tệ hồi báo. Chỗ này của ta có một bộ kiếm pháp luyện thể và minh tưởng pháp môn đây. Dừng một lúc nữa, hắn lại nhắn tiếp. Kiếm pháp và minh tưởng pháp môn của ta so với của Bắc Hà Tiền Bối còn tốt hơn một chút. Đây là dụ dỗ trắng trợn đây mà. Nếu như Dược Sư Huynh đã có tính toán muốn chỉ điểm cho tiểu hữu thư hàng thì thật không còn gì bằng. Bác Hà Tán Nhân cười nói. Tiểu hữu thư hàng còn không mau đáp ứng Dược Sư Huynh đi có lão sư miễn phí muốn dẫn dắt người tạo nền tảng, cơ hội thế này tuyệt đối không thể bỏ lỡ được. Bác Hà Tán Nhân cảm giác vận may của Tống Thư Hàng quả thật không tầm thường. Nói ra thì Tán Nhân muốn trở thành tu sĩ thì có hai bước khó khăn nhất ấy chính là thối thể dịch và tạo nền tảng. Tạo nền tảng khó là vì Tán Nhân nhập môn đều nhận được một hai quyển công pháp truyền thừa, sau đó tự học thành tài. Bởi vì không có sư phụ chỉ dạy hoặc công pháp không hoàn chỉnh, dẫn đến trong quá trình tán nhân tạo nền tảng dễ dàng học sai, uổng phí thời gian. Thối thể dịch thì càng không cần phải nói, tán nhân muốn có được thối thể dịch thì phải tự mình đi tìm kiếm dược liệu. Nói không chừng còn phải tự mình luyện chế, nỗi vất vả gian truân trong quá trình này, vị bác hà tán nhân nào đó từng táng ra bại sản không dám nhớ lại. Còn Tống Thư Hàng, trước có dược liệu do Vũ Nhu tử tặng, sau lại có dược sư muốn dẫn đường chỉ hắn tạo nền tảng làm thù lao. Hai bước nhập môn khó nhất của tán tu, hắn lại có thể dễ dàng vượt qua như thế. Cảm ơn hai vị tiền bối. Tống Thư Hàng cảm kích nói, người trong nhóm cửu châu số một quả nhiên đều là người tốt cả. Thẻ người tốt phát số lượng lớn. Thư Hàng, địa chỉ. Sược sư hỏi. Tống Thư Hàng nhanh chóng trả lời. Tôi ở ký túc xá học sinh của khu đại học Giang Nam. Đồng thời, ánh mắt của Tống Thư Hàng không khỏi nhìn về phía bồn hoa nhỏ bên cạnh máy tính bên trong có một cái cây nhỏ uốn éo như một con rồng, trên ngọn có gai ngược, gần rễ cây có màu tím đen. Đây là độc long thảo, là loại thảo dược mà lúc trước dược sư từng gửi ảnh lên hỏi trong nhóm. Không biết bây giờ dược sư tiền bối có còn cần độc long thảo này nữa không? Tống Thư Hàng nghĩ thầm trong bụng. Cách liên lạc. Dược sư lại hỏi. Tống Thư Hàng lập tức gửi số điện thoại di động của mình lên. Dược sư. Sáng mai tới tìm ngươi. Sau đó, Tống thư Hàng còn chưa kịp nói thêm cái gì, dược sư đã nhanh chóng offline. Vốn còn định hỏi dược sư chuyện về Độc Long thảo, mà thôi, chờ hắn đến lại nói tiếp. Sáng ngày mai à? Tống thư Hàng ngẫm nghĩ, sáng ngày mai mình có lớp mà nhỉ. Mà thôi vậy, thật không được lại xin nghỉ một buổi cũng được. Dù sao thì lúc trước hắn cũng xin phép nghỉ không ít, thêm một buổi cũng không sao. Trong nhóm Cửu Châu số 1, cô nàng vũ nhu tử lúc nãy bị cha già nhà mình dọa lại lặng lẽ ngoi lên. Tống tiền bối, ngươi thật sự quyết định muốn đi con đường tán tu à? Cho dù có mọi người trong nhóm cửu châu số một giúp đỡ đi nữa, nhưng tán tu thật sự rất vất vả. Đây là con đường tương đối thích hợp với tôi lúc này. Tống thư hàng mỉm cười trả lời. Ngoài ra, vũ nhu tử, bây giờ tôi chợt nghĩ, hôm trước hai vị giáo sư không phải tự nhiên mà vào viện đúng không? A à, ha ha ha, Tống tiền bối người đang nói cái gì vậy, nhất định là trùng hợp thôi, trùng hợp đó. Từ nhỏ tới lớn ta chưa từng nói dối bao giờ. Vũ Nhu Tử nhanh chóng trả lời. Đúng rồi, đại sư huynh của ta đang gọi ta, nhất định là có chuyện tìm ta rồi. Tiền bối, mọi người từ từ nói chuyện đi, ta offline trước đây há tương đương. Nói xong, căn bản không cho Tống Thư Hàng cơ hội trả lời, cô nhanh chóng lo cao. Tống Thư Hàng sờ cầm. Của nhiên không phải trùng hợp mà. Mình đã bảo trên đời này làm gì có chuyện nào trùng hợp đến thế. Hai vị giáo sư đồng thời vì chấn thương chân mà nằm viện. Cảm giác có chút có lỗi với giáo sư Nhân Thủy và giáo sư Smith quá, mấy ngày nữa rảnh, có cần phải đi thăm hỏi họ hay không nhỉ? Dù sao thì cũng vì bọn họ bị thương nên mình mới có thể đi tới khu La Tín với Vũ Nhu Tử, mới có thể nhận được hai dương dược liệu thù lao của Vũ Nhu Tử, mới có thể khiến mình có cơ hội tiếp xúc với thế giới tu chân. Lại nói Vừa rồi trong quá trình nói chuyện ở trong nhóm, quả thực giống như đang nằm mơ vậy. Vốn theo như hắn vẫn tưởng tượng thì muốn trở thành tu sĩ nhất định phải trải qua vô số khảo nghiệm của các vị tiền bối ở trong nhóm, sau đó lại trải qua biết bao nhiêu gian khổ như đường tăng đi thỉnh kinh mới có thể nhận được một quả trường sinh chi pháp. Nào ngờ, các vị tiền bối trong nhóm chẳng những không khảo nghiệm khó khăn gì, mà còn giúp đỡ đủ điều. Nếu như đây thật sự là mơ thì mong rằng đừng tỉnh lại. Trong nhóm Cửu Châu số 1 Bắc Hà Tán Nhân lại nhắn lên, dặn dò thư hàng. Tiểu hữu thư hàng, nếu như sau này trên con đường tu luyện có chuyện gì không hiểu thì cứ việc lên nhóm hỏi bọn ta đi. Người đã lựa chọn con đường tán tu thì đại biểu cho sẽ không có lão sư chỉ điểm cho ngươi tu luyện. Cho nên một khi có chuyện gì không hiểu thì phải hỏi ngay lập tức, đặc biệt là ở phương diện tu luyện, nhất định chớ có xấu hổ. Bằng không đi sai một bước thì sẽ sai hết toàn bộ. Nhẹ thì lãng phí thời gian tu luyện của ngươi, nặng thì tẩu hỏa nhập ma, dẫn tới đại kiếp nạn quấn thân. Cảm ơn tiền bối đã nhắc nhở. Nói tới vấn đề, Tống Thư Hàng lập tức nghĩ tới một nghi vấn. Đúng rồi, bác hà tiền bối. Tôi muốn hỏi một chút, thối thể dịch kia có thể cho người khác dùng được không? Ví như người thân của tôi chẳng hạn, trong nhóm có nghiêm cấm chuyện này không? Tống Thư Hàng cũng không phải người ích kỷ. Hiệu quả của thối thể dịch tốt như thế, trong quá trình luyện thể thậm chí còn có thể trừ đi rất nhiều bệnh ẩn, cho nên hắn trước tiên liền nghĩ tới cha mẹ của mình, bách nước hiếu vi tiên mà. Chúng ta không nghiêm cấm gì chuyện này cả, chỉ cần ngươi có dư đan dược thì cho người thân dùng cũng không sao. Dù sao thì đan dược cũng khác với công pháp, công pháp không thể tùy tiện truyền ra ngoài, nhưng đan dược thì không có hạn chế gì cả. Bác Hà Tán Nhân lại nói, bất quá, ta cần phải nhắc nhở ngươi, dược liệu trên thế giới này không phong phú như ngươi nghĩ đâu. Hơn nữa, Người ra tay hào phóng như vũ nhu tử cũng không có nhiều, rất có thể trong một khoảng thời gian ngắn ngươi cũng không thể tìm được nhiều dược liệu hơn. Mà 32 phần tài liệu luyện đan kia, dù tính người có thể luyện chế thành công toàn bộ thì cũng chỉ có thể luyện chế ra được 32 phần thối thể dịch mà thôi. Với số lượng này, thậm chí còn không đủ số lượng cần cho người dùng trong trăm ngày tạo nền tảng. Bắc Hà Tán Nhân Ôn Hòa giải thích, hắn cũng không ghét bỏ ý tưởng muốn đưa nước thuốc cho người nhà dùng như tống thư hàng thậm chí hắn còn khá thưởng thức. Kiểu người trong lúc cảm nhận được công hiệu luyện thể của thối thể dịch mà còn biết nghĩ tới người thân của mình trước tiên thế này thật sự rất hợp ý hắn. Biết nhân nghĩa, hiểu lễ hiếu, người như thế mới có thể an tâm làm đạo hiếu. chương 35, không cần xấu hổ, cứ mạnh dạn trả lời ta. bắc Hà Tán nhân lại đề nghị. Cho nên, ta đề nghị đợi sau khi ngươi có được thực lực nhất định, số lượng thối thể dịch có được đủ cho mình dùng đi đã, Tới lúc đó còn dư lại bao nhiêu thì hãy lặng lẽ để cho người nhà dùng. Hơn nữa, trong quá trình này, người cần phải chú ý mấy điểm. Trước khi người có đủ thực lực để tự bảo vệ bản thân thì cố gắng đừng để lộ thân phận tu sĩ, tránh cho mang tới tai họa cho chính bản thân ngươi và người thân. Đây cũng không phải đang nói quá, bởi vì chuyện này đã từng xảy ra, số lượng tu sĩ bị hãm hại từ xưa tới nay đủ để xếp một vòng quanh trái đất rồi. Cho nên trước khi cho người thân của mình dùng thối thể dịch thì người cần phải tìm một cái cớ hợp lý để che giấu công dụng và nguồn gốc của thối thể dịch. Tống Thư Hàng gật đầu, chuyện này hắn cũng hiểu, lòng hại người không thể có, nhưng lòng đề phòng thì không thể không có. Hơn nữa, không phải bất kỳ người nào cũng có thể dùng thối thể dịch được. Trước khi dùng thối thể dịch thì thân thể phải thật khỏe mạnh. Nếu như tuổi quá lớn, khí huyết suy yếu thì tuyệt đối không thể dùng thối thể dịch được, bằng không rất có thể sẽ bị mất mạng. Bình thường dù là các môn phái cho đệ tử vừa mới nhập môn dùng thì cũng phải để cho đệ tử kia rèn luyện thân thể mấy tháng, thậm chí là nửa năm, để cho khí huyết thân thể đạt tới mức sung mãn thì mới có thể dùng được. Bác Hà Tán Nhân Kiên nhẫn giải thích tỉ mỉ. Tống Thư Hàng nghe thế thì trong lòng không khỏi cảm thấy có chút tiếc nuối. Cha mẹ của hắn đã sớm qua độ tuổi khỏe mạnh, thân thể cũng yếu dần, nếu như thế thì chẳng phải là bọn họ không thể dùng thối thể dịch được hay sao? Lại nói, tiểu hữu thư hàng ngươi trực tiếp dùng thối thể dịch mà lại bình an vô sự, hẳn là bình thường cũng hay vận động đúng không? Bác Hà Tán Nhân đột nhiên nghĩ tới điều gì, bèn hỏi. Ách, trước kia có bảo trì tần suất vận động nhất định. Nhưng mà sau này vì khá nhiều lý do, cho nên đã hơn một năm không thường xuyên vận động. Tống Thư Hàng ngượng ngùng trả lời. Đã hơn một năm rồi không thường xuyên vận động à? Vậy sau khi ngươi dùng thối thể dịch xong không cảm thấy thân thể có gì khó chịu sao? Bắc Hà Tán Nhân có chút kinh ngạc, nếu như thật sự là như thế thì hoặc là thiên phú thân thể của Tống Thư Hàng cực kỳ mạnh, hoặc là... Tống Thư Hàng không cảm thấy có chút khó chịu nào cả, ngoại trừ lúc ban đầu cổ họng cảm thấy nóng rát ra thì sau này chỉ cảm thấy vô cùng dễ chịu, tinh lực tràn đầy. Thú vị lắm, tiểu hữu Thư Hàng, ta muốn hỏi ngươi một vấn đề, ngươi đừng xấu hổ, cứ mạnh dạn trả lời ta là được. Bắc Hà Tán Nhân nói, đã từng quen bạn gái chưa? đề tài nhảy nhanh thật đấy, dùng thối thể dịch thì liên quan gì tới chuyện có bạn gái hay không? Hơn nữa vấn đề này thì có gì đâu mà phải xấu hổ. Tống Thư Hàng trả lời. Vừa mới lên đại học không lâu, còn chưa quen ai hết. Nói cách khác là vẫn chưa phá thân, vẫn còn là trai tân à. Bắc Hà Tán Nhân nói. Tống Thư Hàng, tại sao cách ngài hỏi lại khiến ta cảm giác như đang bị trêu thế này? Ái trà, quả nhiên vẫn còn là trai tân ha ha ha, ta chỉ hỏi thẳng chút thôi, xem ra ngươi thích cách hỏi uyển chuyển hơn nhỉ. Vậy để ta hỏi lại. Bác Hà Tán Nhân cười hắc hắc. Có phải ngươi cũng giống như King Kong, vì cô gái mình thích, leo lên đỉnh building bắn máy bay. Cái này chả uyển chuyển chút nào hết. Đây là mấy lời thoại cũ hai chục năm trước rồi, người thường liếc mắt một cái là có thể nhìn ra đó. Tống Thư Hàng khinh bỉ. Ngoài ra, tại sao lại là King Kong? Bác Hà tiền bối người rảnh như vậy sao, còn xem phim nữa. Cha, ta là thành phần tiên tiến nhất ở trong nhóm này đó. Trả lời ta đi, đừng có trốn tránh vấn đề, người có bắn máy bay bao giờ chưa? Bác Hà Tán Nhân nói. Người trẻ tuổi đừng có xấu hổ, cứ mạnh dạn nói ra đi. Không, Tống Thư Hàng cắn răng gõ ra một chữ, bởi vì hắn từng có một số lịch sử đen tối khá mất mặt, khiến cho mãi tới bây giờ hắn vẫn chưa bắt trước kinh công được. Còn mấy chuyện kia là gì thì khỏi cần nói, hắn nhớ tới là chỉ muốn ôm mặt lăn ra đất thét gào mà thôi. Ái chà, thiếu niên có tiền đồ. Bác Hà Tán Nhân cười ha hả. Vấn đề sau cùng, giấc mộng của ngươi rơi rớt lại nơi thảo nguyên rồi chưa? Gì kia? Tống Thư Hàng không đuổi kịp tiết tấu nhảy chủ đề của Bắc Hà Tán Nhân. Vừa rồi vẫn còn hỏi hắn có phải trai tân hay không, nhoáng cái đã nhảy qua cái gì mà giấc mộng với Thảo Nguyên là sao? Cha, người xem, ta mà nói chuyện uyển chuyển một cái là ngươi lại không hiểu được rồi. Thôi thì cứ hỏi thẳng cho rồi, đã từng mộng tinh hay chưa? Tuổi của ngươi cũng không nhỏ, chắc cũng đang trong khoảng thời gian này mới đúng chứ nhỉ? Hóa ra khi nãy bác Hà Tán Nhân vẫn còn đang chơi uyển chuyển đây mà. Tống Thư Hằng thật sự không muốn trả lời vấn đề này chút nào, nhưng vẫn kiên trì nói. Được rồi, theo như trong ấn tượng của tôi thì hẳn là vẫn còn chưa bị mộng tinh bao giờ, bất quá thân thể của tôi tuyệt đối khỏe mạnh, hơn nữa tôi chỉ mới có 18 tuổi, bình thường thì cái đó sẽ xuất hiện ở khoảng từ 16 tới 20. Dù tôi bị chế một chút cũng sẽ không thành vấn đề. Ngươi nói nhiều như thế làm gì, ta cũng có nói là thân thể của ngươi không khỏe mạnh đâu. Bác Hà Tán Nhân nói, ta chỉ muốn nói, ngươi quả nhiên là nguyên dương chưa tiết, vẫn là thân đồng tử. Cho nên, mặc dù đã hơn một năm ngươi không rèn luyện thân thể, nhưng nhờ có thân đồng tử cho nên mới chống đỡ lại được. Người nên cảm thấy may mắn vì trước kia bản thân chưa học theo kinh cong, vẫn chưa tiết nguyên dương. Bằng không ngươi liều lĩnh dùng thối thể dịch như thế, nói không chừng sẽ chết vì bị nổ tan xác. Thật sự nổ tan xác, thân thể nổ tung cái bùm đó. Bác Hà Tán Nhân cười nói. Tống Thư Hàng chỉ cảm thấy thật sự rất muốn bóp chết Bác Hà Tán Nhân. Ai? Đồng quái tiên sư ngoi lên, thở dài một hơi nói này, tiểu hữu thư hàng, tuy rằng nhìn thấy người bị tên Bắc Hà này dụ dỗ nói ra mấy chuyện xấu hổ ở trong nhóm thế này thật ngại quá, nhưng ta vẫn nhịn không được mà muốn nhắc nhở ngươi một câu. Chẳng lẽ ngươi không biết phần mềm chat có một chức năng gọi là chat riêng à? Gạch nối chấm. Tống thư hàng cảm giác muốn khóc quá. Sau đó, lại trò chuyện thêm một lát ở trong nhóm, Tống thư hàng liền chào tạm biệt các vị tiền bối trong nhóm mà lo cao. Lúc này, đồng quái tiên sư nhắn riêng cho bắc hà tán nhân bắc hà sao ngươi lại đề cử hướng tu luyện tán tu với tiểu hữu thư hàng chúng ta đều xuất thân là tán tu trên con đường tán tu muốn tu luyện thành công là chuyện khó khăn tới cỡ nào chắc người cũng là người biết rõ mà hắn biết rõ những khó khăn mà tán tu gặp phải cho nên không hiểu vì sao bắc hà tán nhân lại đề cử con đường tán tu cho tống thư hàng trực tiếp đề cử tống thư hàng gia nhập một môn phái ở trong nhóm không phải tốt hơn sao Bắc Hà Tán Nhân thở dài. Ta đương nhiên cũng biết rõ, tán tu khó khăn không khác gì so với lên trời. Nếu như có thể thì ta cũng không muốn đề cử cho tiểu hữu thư hàng đi theo con đường tán tu làm gì. Đồng quái tiên sư nhíu mày. Vậy tại sao ngươi lại còn đề cử? Trong nhóm của chúng ta có nhiều môn phái, cũng có rất nhiều đạo hữu có được địa vị không thấp trong môn phái. Nếu như có bọn họ đề cử, muốn tìm một nơi thích hợp với tiểu hữu thư hàng cũng không khó. Bởi vì tuổi tác, Bác Hà Tán Nhân giải thích. Người đừng quên tuổi tác của Tống Thư Hàng. Hắn đã 18 tuổi rồi, tuổi này đối với người bình thường mà nói thì vẫn là giai đoạn mới bắt đầu đời người. Nhưng đối với tu sĩ chúng ta mà nói thì đã vượt qua độ tuổi tốt nhất để tạo nền tảng rồi. Độ tuổi tốt nhất để tạo nền tảng mà các tu sĩ đương thời công nhận chính là chừng 4 năm tuổi. Lúc này gân cốt của trẻ con vẫn còn mềm, quan trọng nhất chính là một phần chân khí thần tiên từ trong bụng mẹ vẫn còn đó. Một khi tạo nền tảng thành công thì có thể dung hợp cùng phần chân khí thần tiên này, tạo sẵn nền tảng vững chắc cho con đường tu chân. Có phần chân khí thần tiên này, tương lai trước tam phẩm hầu như không có vấn đề. Nhưng mà trẻ con thời kỳ này thân thể khá yếu ớt, khí huyết không đủ. Cho nên dù là những đệ tử được tuyển chọn kỹ càng trong các môn phái, cũng không phải bất kỳ ai cũng có thể hoàn thành tạo nền tảng trước 4 năm tuổi. 4 đến 5 tuổi là độ tuổi tốt nhất để tạo nền tảng. Còn trễ nhất thì không thể vượt quá 8 tuổi. Một khi qua 8 tuổi thì chân khí thần tiên mang theo từ trong bụng mẹ ra đã hoàn toàn biến mất. Một khi bỏ qua cơ hội này thì không thể nào có được nữa. Thiếu phần chân khí thần tiên kia, sau này dù đã tạo nền tảng được, tu luyện cũng sẽ gặp vô số khó khăn. Mỗi khi tiến cấp một cấp cũng phải tiêu hao gấp mấy lần thời gian và tài nguyên so với những người đã thành công tạo nền tảng trước 8 tuổi. Chương 36: Thiếu nữ bị đám lưu manh bao vây. Đối với tu sĩ hệ môn phái mà nói, độ tuổi cỡ như Tống Thư Hàng mà gia nhập vào thì khác gì rốt đặc cán mai, giống như một ông cụ đã 90 tuổi, bước hẳn một chân vào quan tài luôn rồi, tự dưng lại nổi hứng muốn vào tiểu học vậy. Cho dù ông cụ này nhờ vả đủ loại quan hệ mà vào được trường học thì lại học được bao nhiêu kia chứ? Có thể đạt được bao nhiêu thành tựu, thậm chí còn không có nổi tương lai, ai mà biết qua ngày mai ông cụ 90 này có thể tạch luôn hay không? Cho dù Tống Thư Hàng có thành công tạo nền tảng được đi chăng nữa thì sau này mỗi khi hắn tiến cấp đều phải tốn hao rất nhiều tài nguyên và thời gian so với những thiếu niên đã tạo nền tảng ở độ tuổi 4 năm tuổi kia nhiều lắm. Một bên là đệ tử thiên tài tương lai nhanh chóng tiến cấp, tốn ít tài nguyên, tiền đồ không thể đo lường. Một bên là Tống Thư Hàng tương lai khó mà tiến cấp, tốn nhiều tài nguyên, tiền đồ xa vời chỉ cần đầu óc của đám cao tầng trong môn phái không có vấn đề thì cũng sẽ không tốn quá nhiều thời gian và tài nguyên tu luyện quý giá cho Tống thư hàng. Còn dẫu cho những đạo hữu bên trong nhóm Cửu Châu số 1 đã giới thiệu cho Tống thư hàng gia nhập môn phái kia có thể đỡ đần cho Tống thư hàng bên trong môn phái trong nhất thời thì cũng không thể nào chiếu cố hắn cả đời được. Đồng Quái tiên sư không thể phản bác được gì, hắn không suy tính được nhiều điều như Bắc Hà tán nhân, hắn chỉ cảm thấy làm tán tu rất gian khổ nhưng không biết được gia nhập môn phái cũng chẳng tốt hơn cho Tống Thư Hàng được bao nhiêu. Cho nên, môn phái cũng được, tán tu cũng được, đối với Tống Thư Hàng mà nói đều không khác gì nhau. Nếu đã như vậy thì cách tốt nhất chính là để cho hắn tự mình chọn lựa, như thế thì dù có sai lầm hắn cũng không thể trách được ai. Bác Hà Tán Nhân thản nhiên nói, mà bọn họ thân là tiền bối tán tu, điều họ có thể làm được chính là giúp lòng đỡ đần cho Tống Thư Hàng một chút những khi hắn cần ký túc xá khu đại học Giang Nam. Tống Thư Hàng tựa mình trên ghế, nhìn về phía một hủ nhỏ đóng kín ở bên cạnh bàn máy tính, thứ bên trong đó chính là thối thể dịch còn sót lại. Số thối thể dịch này, phải dùng cùng lúc với minh tưởng pháp môn và quyền pháp mà dược sư dạy cho mình thì mới có thể phát huy ra được toàn bộ dược hiệu của nó. Đúng lúc này, chợt có tiếng nhạc du dương vang lên, là tiếng chuông điện thoại của hắn. Tống Thư Hàng bấm nút nghe máy, giọng của thổ ba lập tức vang lên. Thư Hàng, hai cái giường kia mày đã sắp xếp lại xong chưa? Nếu xong xuôi rồi thì qua chỗ bọn tao đi, Dương Đức cũng chọn được phòng rồi, mày cũng tới xem thử đi, sau đó bọn mình lại ra ngoài ăn một bữa. Được rồi, tao tới ngay, gửi địa chỉ cho tao đi. Tống Thư Hàng trả lời, gửi tin nhắn cho mày nhé. Thổ ba cúp máy, sau khi nói chuyện xong thì Tống Thư Hàng đặt điện thoại xuống, ánh mắt xuyên qua cửa sổ, nhìn về phía bên ngoài sân thượng. Có lẽ hắn cũng phải ra bên ngoài trường thuê một phòng như Dương Đức thôi. Không cần phải ở bên ngoài, nhưng sau này thi thoảng cần luyện đan hay tu luyện gì đó thì cũng phải có một nơi không sợ bị người khác quấy rầy mới được. Nếu như muốn ra ngoài thuê phòng thì chắc phải đi tìm việc làm thêm thôi nhỉ. Tống thư Hàng chỉ là một học sinh bình thường, không có kỹ thuật được như Lý Dương Đức, nên muốn kiếm tiền thì chắc là chỉ có thể đi làm thêm mà thôi. Lại nói các tiền bối bên trong nhóm cửu châu số một kiếm tiền kiểu gì nhỉ? Bọn họ cũng không sống tách biệt với bên ngoài, sinh hoạt mỗi ngày cũng cần phải dùng đến tiền mới đúng chứ. Ít nhất cũng phải trả tiền điện, tiền nét nữa. Trong lúc đang nguyên man suy nghĩ thì thổ ba nhắn địa chỉ qua. Phòng 602 tòa nhà 221D khu Đại Cát. Khu này ở khá gần khu trường đại học. Chỗ này cũng được đấy, ở gần trường học này. Thằng nhóc Dương nước này tìm được chỗ khá thật. Tống Thư Hàng nhìn vào bản đồ trong điện thoại, đi theo hướng dẫn đến địa chỉ mà thổ ba đã gửi. Khu đại cát này là một khu dân cư cũ, bởi vì khi xưa xây lên mà không quy hoạch gì, cho nên nhà cửa ở đây có đủ mọi loại hình dạng và kích thước khác nhau, hẻm hốc cũng thông loạn xạ, nhìn từ xa thì thấy có vẻ khá loạn. Nếu như là nơi này thì cũng gần đấy, có thể bớt được khối thời gian. Nghĩ tới đây, Tống Thư Hàng rẽ vào hẻm nhỏ, thân thể linh hoạt như một con cá chạch không ngừng luồn lách trong các con hẻm. Những con hẻm vắng hoe này lúc trước đều là nơi mà đám bất lương trong trường hay tụ tập. Mà nói đến đám bất lương kia thì không thể không nhắc đến cả một đám xui xẻo bị đánh tập thể hai hôm trước. Đám kia bị đánh tập thể, bị đập tới mức ngay cả mẹ chúng cũng nhận không ra, sau khi hôn mê hai ngày một đêm thì rốt cuộc cũng đã tỉnh lại. Sau đó, bên trường còn chuyên cho người đến để thăm hỏi những gì mà bọn chúng gặp phải nhưng điều lạ nhất chính là đám bất lương kia có cố gắng cỡ nào đi nữa cũng không thể nào nhớ nổi tình hình khi ấy. trí nhớ của bọn chúng đều thiếu mất một đoạn này, thậm chí còn không biết vì sao mình lại phải nhập viện. Theo những gì bọn chúng còn nhớ được thì một giây trước đó bọn chúng vẫn còn đang phì phèo hút thuốc ở trong hẻm để làm màu, một giây sau tỉnh lại đã thấy mình nằm trong bệnh viện, tên nào tên nấy đều ngơ ngác. Bên phía bệnh viện kiểm tra rất kỹ cũng không thể tra ra được vì sao, chỉ có thể quy ra là bọn họ bị mất trí nhớ tập thể, việc này đến đây cũng chỉ có thể bỏ qua. Chuyện này cũng đã trở thành một trong những sự kiện không thể nào lý giải được của khu đại học Giang Nam. Rõ ràng là trí nhớ của bọn họ đã bị người ta động tay động chân rồi. Tống thư hàng nghĩ thầm trong lòng, nếu như chỉ là trí nhớ của một hai người có vấn đề thì còn có thể nói là do bị đánh trúng đầu, khiến cho trí nhớ bị ảnh hưởng. Nhưng đến mấy mươi người đều có vấn đề như thế, ai cũng bị mất hết trí nhớ về lúc bị đập tập thể, trên đời này cũng không có chuyện trùng hợp như thế bao giờ. Nhờ vào chuyện đám kia bị đánh cho nên đám bất lương ở mấy ngõ hẻm ở gần khu đại học dạo gần đây đã ngoan ngoãn hơn rất nhiều. Mấy ngõ hẻm này vốn dĩ chính là nói mà đám kia thích tụ tập, lúc trước trong mấy ngõ hẻm này chỗ nào cũng có lũ bất lương kia, nhưng mấy ngày nay đã giảm đi hẳn. Nhờ vậy, chị An ở gần đây cũng tốt hơn hẳn. Có câu nói thế này, dám nói dám làm. À, không đúng, là nói được làm được. Trong đầu tống thư hàng mới vừa nghĩ đến đám bất lương kia thì thoát một cái, trước mặt hắn lập tức xuất hiện một đám bất lương đang tụ tập hút thuốc. Tổng cộng có bảy tên, tóc tai dài thường thượt, lại còn nhuộm đủ màu. Khuyên tai, khuyên miệng, khuyên mũi đều có đủ, miệng ngậm điếu thuốc cháy dở, chỉ thiếu điều khắc hẳn ba chữ, tao là lưu manh lên chán để thể hiện bản thân đang ở trong thời kỳ phản nghịch. Mục tiêu của đám bất lương đó cũng không phải thằng thanh niên cao to như Tống thư hàng. Bởi vì đám bất lương ít khi nào trêu chọc tới đám học sinh nhìn qua có vẻ khó bắt nạt như Tống thư hàng. Đám bất lương kia lúc này đang cười gian hề hề vây quanh một cô gái. Trong đó có một tên bất lương cao chừng 172 cm đang dùng tư thế camedon ép cô gái kia đứng sát vào tường. "Người đẹp à, đi một mình buồn lắm đúng không? Có muốn chơi với bọn anh một lúc không? Chơi miễn phí đó." chơi kiểu gì cũng được. Sẽ sướng lắm đó. Đám bọn anh chơi với em nhé. Kế bên có một nhà nghỉ kia, không xa lắm đâu, bảo đảm em chơi xong sẽ nghiện cho mà xem. Đủ loại ngôn từ trêu chọc khiêu khích. Tống Thư Hàng nhìn về phía cô gái bị ép đứng sát tường kia. Cô ấy cao chừng 150cm, tóc ngắn, gương mặt mộc không trang điểm nhưng vẫn cực kỳ xinh xắn. Bởi vì vóc người nhỏ nhắn, cho nên nhìn qua trông như một học sinh cấp 3 mà thôi có lẽ tuổi thật sẽ lớn hơn một chút một nữ sinh vừa đáng yêu lại xinh đẹp một thân một mình đi vào trong con hẻm nhỏ này không kéo đám bất lương kia tới mới lạ cho nên con gái đừng có đi một mình đến mấy chỗ vắng vẻ lúc này cô gái kia khẽ nhíu mày trên mặt lộ ra vẻ ghét bỏ trắng trợn dù gương mặt cô lộ ra vẻ nhăn nhó ghét bỏ nhưng cũng vẫn đáng yêu như cũ trội tức giận cũng đáng yêu thế này để cho anh thương em một cái nhé tên bất lương đang chống tay ép cô gái kia đứng sát vào tường cũng bày đặt nhếch môi cười tà đúng chuẩn tổng tài, một tay chống vào tường, tay còn lại thì dơ lên muốn sờ mặt cô. Tống Thư Hàng thở dài một tiếng, bây giờ hắn chả nhìn nổi nữa rồi. Hắn siết nắm đấm, bước nhanh lên phía trước. Bởi vì đã được thối thể dịch cường hóa, cho nên Tống Thư Hàng không thể khống chế nổi tốc độ của mình. Chỉ mới bước nhanh một chút thôi, kết quả vèo một cái đã chạy vọt lên. Đám bất lương đang trêu ghẹo cô gái kia chỉ thấy mắt hoa lên một cái, ngay sau đó Tống Thư Hàng mới ban nãy rõ ràng còn đứng cách bọn chúng một khúc lại đột nhiên xuất hiện ngay bên cạnh của chúng. Chỉ thấy Tống Thư Hàng vươn tay ra, năm ngón tay xòe ra, bàn tay to túm lấy sau ót của tên bất lương tóc vàng hoe kia. Tên bất lương tóc vàng kia cao chừng 172 cm, Tống Thư Hàng chỉ cao hơn hắn có một chút. Này, tao bảo này Chẳng lẽ bọn mày không nhìn thấy con gái nhà người ta không thích chơi với bọn mày à? Tống Thư Hàng dùng sức kéo tay một cái, cư nhiên có thể nhấc bổng tên bất lương này lên. Chương 37, gần đây con gái đều như thế. Tống Thư Hàng vốn chỉ muốn nắm đầu tên bất lương kia, xong tặng thêm cho tên kia mấy cú vào ót mà thôi. Nhưng lúc này sức nặng truyền tới từ cánh tay khiến cho hắn cảm giác như mình có thể dễ dàng vung tên kia lên như vung một khúc cây ấy có thể ném tên thanh niên trai tráng trong tay nhẹ bẫng như ném một quả bóng. Hay là ném thử một cái xem sao nhỉ? Cũng may là lý trí của hắn vẫn còn đó, nên cố kềm nén suy nghĩ muốn thử ném tên kia một cái xem sao. Nếu mà làm thật thì đáng sợ quá, sẽ dọa mấy tên này vỡ mật mất. Bây giờ rốt cuộc tống thư hàng cũng hiểu được cảm giác của Vũ Nhu Tử khi vác theo cái vali to đùng kia. Có với Vũ Nhu Tử thì hơn trăm cân như thế có lẽ chẳng khác gì cầm một tờ giấy trăng thật đáng sợ, lần trước may mà Vũ Nhu tử giữa đêm lén chui vào phòng mình nhưng mình không nổi cơn thú tính. Bằng không thì, mọi người cũng hiểu mà nhỉ. À, 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 tên bất lương tóc vàng hoe kia bị sách lên thì lại càng hoảng sợ hơn nữa, hai chân ra sức giấy đành đạch giữa không chung, hoảng hốt há miệng hét lên thật to. Dù là ai đi nữa, đột nhiên bị sách đầu nhấc lên như thế cũng phải sợ tới mức tè ra quần. Trong một thoáng, hắn thậm chí còn cho rằng mình sắp tèo luôn rồi nhưng mặc kệ tên bất lương tóc vàng hoe kia giấy đạp cỡ nào thì cánh tay đang nhấc bổng hắn lên vẫn cứng như gọng kềm như cũ, không hề buông lỏng chút nào. Hắn giấy dụa trên không chung như một chú cá mắc vào lưới câu, mặc kệ giấy dụa cỡ nào thì cũng vô dụng mà thôi. Đám bạn của tên bất lương tóc vàng hoe kia thấy thế cũng bị dọa sợ vỡ mật, nên sau cả buổi trời mới phản ứng lại. Mẹ kiếp, mày là ai? Đám bất lương còn lại la to. Tuy rằng bọn chúng không chủ động đụng đến mấy học sinh thoạt nhìn không dễ trêu thế này, nhưng nếu như đối phương chủ động đụng tới bọn chúng thì bọn chúng cũng sẽ không bỏ qua. Khốn khiếp, bố mẹ mày không có dạy mày à, muốn làm anh hùng cứu mỹ nhân thì phải coi lại bản thân có khả năng hay không trước đi đã. Hai tên bất lương trong số đó la to rồi lao về phía tống thư hàng. Một tên thì dơ nắm đấm, một tên thì rút một cây gậy ra. Hai tên kia không ngừng mở miệng chửi bới để tăng thêm khí thế cho mình. Đây là cách tác chiến thường thấy của bọn bất lương, trước tiên lấy khí thế giữ dần ra để dọa đối phương trước, sau đó lại ùa lên lấy đông hiếp ít. Gặp phải những kẻ nhát gan, bị dọa sợ thì tiếp theo chắc chắn sẽ bị một đám bất lương lao lên đánh hội đồng. Nhưng lần này, hai tên bất lương kia mắng nhiều như thế chẳng qua là để tiếp thêm can đảm cho mình mà thôi. Đối phương có thể dùng một tay nhấc bổng tên tóc vàng hoe lên như thế, chỉ riêng điểm này thôi đã khiến cho bọn chúng sợ phát run, nếu như không tiếp thêm khí thế thì bọn chúng sợ là mình sẽ bó tay không dám động thủ. Bị đám kia ân cần chửi rủa như thế, Tống Thư Hàng cũng khó chịu nhíu mày. Hắn là một thanh niên cực kỳ yêu quý gia đình, từ nhỏ tới lớn hắn ghét nhất là có kẻ dám mắng gia đình hắn. Vậy nên tao mới ghét đám như bọn mày nhất, miệng mồm dơ giấy, hở một chút là lại mắng chửi cả họ nhà người ta. Vừa nói chuyện, Tống Thư Hàng vừa biến tên bất lương tóc vàng hoe trong tay thành vũ khí, ném mạnh về phía tên bất lương đang cầm gậy ở phía bên trái. Dầm, hai tên đó bị va vào nhau, ngã lăn quay ra đất. Bởi vì đang bực bội trong lòng, lúc Tống Thư Hàng ném tên bất lương tóc vàng hoe cai ra đã dùng chừng 5 phần sức lực. Khí lực chừng này đối với người bình thường mà nói thì vẫn hơi mạnh. Tên bất lương tóc vàng hoe và tên bất lương cầm gậy kia đập mạnh vào nhau, phát ra tiếng xương gãy răng rắc, ngay sau đó cả hai tên đồng loạt lăn lộn trên đất đau đớn rên rỉ, trong một quãng thời gian ngắn dường như không thể đứng dậy được. ngay sau đó, tống thư hàng nhanh chóng giơ chân lên, đạp một cú đoạn từ phía tôn về phía tên bất lương vùng nắm đấm ở bên phải. ra tay sau nhưng lại đánh chúng trước, hơn nữa chân dài hơn so với nắm đấm. lúc đánh nhau, ra chân có lợi hơn so với ra tay. truyệt hậu rồi, tên bất lương bên phải thốt lên một tiếng nghẹn ngào, sau đó ôm lấy chỗ đó của mình ngã lăn ra đất, nước mắt tuôn tràn như lũ vỡ đê không thể dừng được. Cha cha, bây giờ sức mình khỏe như thế, khi nãy đạp không chú ý khống chế sức lực, sẽ không nát thật đấy chứ. Tống Thư Hàng lẩm bẩm. Trong nháy mắt, bảy tên thiếu niên bất lương đã có ba tên nằm ngay đơ. Bốn tên còn lại không khỏi nuốt một ngụm nước bọt, sĩ khí lập tức hạ xuống mức âm. Bọn chúng lăn lộn đã lâu, đánh nhau chỉ là chuyện thường như ăn cơm bữa, vậy nên cũng có mắt nhìn lắm. Cậu trai này tuyệt đối là một cục đá lớn, đừng nói là bốn người bọn chúng, cho dù cộng thêm ba tên ban nãy thì cũng không phải đối thủ của hắn ta. Hơn nữa đối phương ra tay cũng vô cùng âm hiểm, bốn người nhìn về phía tên đồng bọn đang ôm của quý lăn lộn rên gì kia, cảm giác chỗ đó của mình cũng ẩn ẩn đau theo. Tống Thư Hàng quét mắt nhìn bốn tên bất lương còn lại, nhìn thấy bọn chúng không dám động thủ, mặt mày tái mét, nên cũng chẳng còn hứng thú đánh nhau với bọn chúng nữa. Nên chỉ trầm giọng quát. Cút đi. Bốn tên kia cắn răng, Đỡ ba tên đồng bọn nằm dưới đất lên vội vàng bỏ chạy. Đại trưởng Phu có được giãn được, hôm nay bọn chúng cút là vì giữ lại núi xanh, đợi ngày sau có cơ hội lại quay về báo thù. Thằng kia mày nhớ mặt bọn tao đấy, sau này đừng có để bọn tao gặp lại cái mặt mày nữa, không thì bọn tao sẽ cho mày đẹp mặt. Chạy được một quãng xa thật xa rồi, bảy tên bất lương kia vẫn không quên ném lại một tràng. Cái này là gọi là có thua cũng phải giữ mặt mũi. Tống Thư Hàng cười lạnh bóp bóp tay kêu răng rắc bảy tên bất lương kia tái mặt vội vàng chạy như bay thật là chuyện đám kia bị đánh tập thể vừa mới xảy ra đây thôi mà vẫn còn không biết điều nói không chừng ngày nào đó lại chọc phải ai đó bị đập thêm một trận cho bây giờ tống thư hàng lẩm bẩm sau đó hắn nhìn về phía cô gái đứng dựa sát bức tường cô gái kia đứng dựa vào tường vẻ mặt hờ hững ánh mắt lại lạnh lùng trên mặt cô không có chút sợ hãi nào cũng không có ý muốn cảm ơn tống thư hàng đã giúp đỡ cô không sao chứ tống thư hàng cũng chỉ lịch sự hỏi lại một câu vẻ mặt của cô gái vẫn lạnh lùng như cũ thư hàng cũng không có hứng thú lấy mặt nóng đi dán mông lạnh cho nên chỉ định thuận miệng hỏi một câu cho có rồi đi ngay mà thôi cô gái tóc ngắn kia lạnh lùng liếc mắt nhìn tống thư hàng một cái hừ đồ nhiều chuyện cô hừ lạnh một cái sau đó xoay người rời đi như một con gà chống ngạo kiều Tống Thư Hàng. Rốt cuộc là gì thế này? Con gái bây giờ đều có tính cách như thế à? Dù sao thì Tống Thư Hàng cũng là người tốt, cho nên chỉ cười trừ mà thôi. Ấy chết, quên mất mình sắp muộn rồi, lỡ đi muộn bọn nó đi ăn mà bỏ mình lại thì lỗ chết. Tống Thư Hàng vội vàng chạy về phía địa chỉ khu nhà Lý Dương Đức thuê ở bên ngoài, hắn thích nhất là được hưởng ké. Đọc sách ké hay ăn cơm ké gì cũng thích. Phòng 602 tòa nhà 221D khu đại cát, phòng này có diện tích chừng 70 mét vuông, đối với một tên lập trình viên trạch nam như Lý Dương Đức mà nói thì đã đủ rồi. Thổ ba bước lên nói, thằng thư hàng kia, sao mày đến muộn thế, đừng có nói với tao là trên đường đi thuận tay anh hùng cứu mỹ nhân gì nhé, kiếm cớ như thế xưa rồi. Mày nói chúng phóc luôn, đúng là cứu được một em gái, lại còn sinh nữa, chỉ là tính tình không được lắm. Tống Thư Hàng cười ha hả, dạo quanh một vòng trong phòng. Lý Dương nước này tiền thuê chỗ này hết bao nhiêu thế? Hắn cũng muốn ra ngoài thuê một chỗ, cho nên muốn hỏi giá trước. Giá cho học sinh thì 5.000 một năm, điện nước đóng riêng, cần trả tiền luôn một đợt. Lý Dương nước trả lời, nơi cho thuê giá cả thế này ở gần trường đều là những miếng bánh béo bở. Thật không tệ chút nào. Tống Thư Hàng khẽ gật đầu. Thổ ba nói chen vào. Tao đã đặt bàn xong rồi, hôm nay Dương Đức nó mời, bọn mình phải ăn cho đã. Nói đến ăn thì hôm nay hình như khẩu vị của tao tốt lắm." Tống Thư Hàng gật đầu, có lẽ là vì lúc luyện thể đã tiêu hao khá nhiều năng lượng, bây giờ hắn cảm giác như mình có thể ăn hết cả một con trâu. Sau đó, Tống Thư Hàng ăn khí thế. Chương 38: Cách tu sĩ mở cửa. Ban đêm ngày 4 tháng 6. Tống Thư Hàng mất ngủ, hoàn toàn không thể nào chợp mắt được. Có lẽ vì ngày mai sẽ gặp được dược sư tiền bối trong nhóm sau đó học được minh tưởng pháp môn căn bản và kiếm pháp luyện thể tiến hành trăm ngày tạo nền tảng cho nên trong lòng không nén nổi kích động chăng hoặc có thể là bởi vì thối thể dịch khiến cho thân thể của hắn được cường hỏa không cần phải ngủ nhiều như trước kia nữa cho nên mới không thể nào ngủ được tóm lại là hắn không ngủ được ba tên bạn cùng phòng đã sớm ngáy khò khò hắn lại nằm trằn trọc khó yên dù có nhắm mắt lại thì đầu óc vẫn tỉnh táo audio điện tử võ tấn bền. Cảm giác giống như mình đã nhắm mắt rất lâu rồi, nhưng mở điện thoại lên thì chỉ thấy chưa tới 5 phút đồng hồ. Ngày tháng thế này phải sống làm sao đây? Tống Thư Hàng thở dài. Ngày 5 tháng 6, trời nắng gắt, nhiệt độ vẫn cao như trước. Thức trắng một đêm khiến Tống Thư Hàng có chút huệ oải. Loại mệt mỏi này không phải đến từ thân thể, thực ra thì thức trắng đêm như thế cũng không khiến hắn cảm thấy buồn ngủ chút nào chỉ là 18 năm nay đều sinh hoạt như người bình thường, khiến cho hắn cảm giác như mình thức trắng đêm như thế thì sẽ mệt nên tinh thần có chút huệ hoài. Buổi sáng có 4 tiết, Tống Thư Hàng cầm theo điện thoại di động. Lần này hắn đã nhớ kỹ sạc đầy pin, tránh cho tới lúc đó dược sư không thể liên lạc được với hắn. Trong sự chờ đợi của hắn, hai tiết đầu cứ thế trôi qua cái vèo. Nhưng dược sư vẫn chưa liên lạc với hắn. Chờ đợi là sự dày vò đau khổ nhất, ngày dài như năm cũng không thể nào diễn tả được hết tâm trạng của Tống Thư Hàng lúc này. Tiết thứ ba là tiết tiếng Anh. Lúc đang nghỉ giữa giờ, giáo sư Smith đã sớm chống nạn đi tới. Cụ ông kỹ tính này tuyệt đối không cho phép học sinh đến muộn, bản thân ông lại càng không cho phép mình đến muộn. Ông là một người khá nghiêm khắc với người khác, và cũng càng nghiêm khắc với bản thân mình hơn. Nghe nói ba ngày trước ông bị chú chó cưng của mình táp cho một phát phải vào viện nằm, Đêm qua vừa mới xuất viện đã đưa ngay con chó cưng kia vào trong tiệm thịt gầy làm thành nồi lẩu. Đây chính là yêu càng sâu thì tổn thương càng nhiều, nên mới không thể nào tha thứ cho sự phản bội của chó cưng à. Tống Thư Hàng nhìn kỹ vị của ông nước anh tóc tai chải gọn ghẽ kia, trong lòng cảm thấy có lỗi với ông vô cùng. Theo như lời Vũ Nhu Tử đã nói thì sau đó cô đã đền bù tổn thất thỏa đáng cho giáo sư Nhân Thủy và giáo sư Smith rồi, còn cụ thể là đền bù thế nào Tống Thư Hàng không hỏi tới. Tiếc thật, giáo sư Smith đã xuất viện mất rồi, tao còn tưởng ông ấy phải nằm viện thêm nữa ấy chứ. Thổ ba nhìn thấy giáo sư Smith đi đến thì cảm thấy da đầu run lên. Thành tích tiếng Anh của cậu ta không được tốt lắm, hơn nữa tính của giáo sư Smith có phần cổ hủ, đúng kiểu người mà hắn không giỏi ứng phó nhất. Thổ ba hỏi dò, tao muốn rời địa bàn ra sau một chút, thư hàng, bọn mày thì sao? Giống mày, tao cũng chuyển. Lý Dương nước gật đầu nói khác với tên rốt đặc cán mai tiếng Anh như thổ ba, thành tích tiếng Anh của cậu rất tốt, mấy kiến thức quan trọng mà giáo sư giảng ở trên lớp cậu đã sớm nhớ kỹ. Cho nên mỗi khi đến tiết tiếng Anh, cậu sẽ trốn xuống bàn sau để tranh thủ viết chương trình của mình. Tao cũng chuyển qua ngồi với nhà y. Tên bạn cùng phòng sau cùng là Cao Mỗ Mỗ đẩy mắt kính, cười nói. Cao Mỗ Mỗ họ Cao, tên Mỗ Mỗ, cậu cũng giống như thổ ba, bị ba mẹ cậu đặt cho cái tên nghe qua còn tưởng là cậu được bọn họ nhặt ở ngoài đường về, cậu cũng cực kỳ không thích cái tên của mình. Lúc còn bé cậu cũng từng trộm sổ hộ khẩu của nhà mình chạy đến đồn công an muốn đổi tên. Đáng tiếc chính là cậu cũng thất bại y như thế, vậy nên đến giờ tên của cậu vẫn là Cao Mỗ Mỗ. Năm đó cậu cũng phải trả một cái giá đắt y hệt Thổ Ba, thậm chí cậu còn thảm hơn cả Thổ Ba. Bởi vì hậu quả mà Thổ Ba gánh chịu khi ấy chỉ là bị một mình ba của cậu ta đánh. Còn Cao Mỗ Mỗ năm đó thì bị cả ba lẫn mẹ cùng đánh, đánh đến mức cậu gào khóc kêu trời trách đất, qua ngày hôm sau không xuống giường nổi. Nhà y mà cậu nói chính là bạn gái của cậu, là một cô gái cao chỉ 143cm, xinh xắn lanh lợi, vô cùng đáng yêu. Cũng không biết thằng Cao Mỗ Mỗ này ra tay kiểu gì. Cô bạn kia nhìn qua thật chẳng khác gì nữ sinh cấp 2 cả, thậm chí còn hơi hơi giống học sinh tiểu học nữa ngoại trừ mấy thằng thích loli ra thì con trai bình thường thật sự ít khi nào có hứng thú với mấy cô gái có ngoại hình như thế mới đúng thực ra tên này thích loli cho nên mới tìm một cô bạn gái hợp pháp có ngoại hình loli không phải chứ bọn mày chuyển đi hết à tống thư hàng thở dài cũng bắt đầu thu dọn sách vở của mình chuẩn bị rời chỗ cùng với đám bạn cùng phòng lúc này thổ ba lại tuét miệng cười ấn tống thư hàng ngồi xuống thư hàng à mày cứ ngồi lại đây làm học sinh chăm chỉ nghe giảng bài đi. Hửm, Tống Thư Hàng nghi hoặc, không rõ ý của thổ ba là gì. Nắm chắc cơ hội nhé, không phải mày vẫn nói muốn tìm một cô bạn gái trong lúc học đại học à. Lý Dương Đức nói thầm vào tai Tống Thư Hàng, nói xong lại cười gian nháy mắt một cái, bộ dạng như thể đang nói mày hiểu mà. Không cần cảm ơn bọn tao đâu, cứ xem bọn tao như người thích giúp đỡ người khác là được. Cao mỗ mỗ vờ vịt nói nói xong thì ba tên bạn cùng phòng cũng lục tục đi ra chỉ để lại mỗi mình tống thư hàng ngơ ngác chẳng hiểu gì một lát sau tống thư hàng quay đầu lại nhìn bên cạnh mình mới giờ khóc giờ cười có một cô bạn gái dáng người nóng bỏng đang ngồi cách hắn một khoảng nhìn thấy thư hàng nhìn về phía mình thì cô nàng kia lập tức cười thật tươi nhất định là ba tên kia hiểu lầm điều gì rồi thì phải bên kia ba tên bạn cùng phòng đã chen xuống dãy bàn cuối phòng thổ ba lau mồ hôi trên trán ôi mẹ nó sao lại nóng thế này rõ ràng ban nãy mát lạnh luôn mà không phải đến giờ mày mới phát hiện đấy chứ lúc này cao mỗ mỗ đẩy mắt kính làm bộ như bị siêu thám tử nhí nhập xác bởi vì bọn mình đã không ngồi cạnh thư hàng nữa rồi việc này thì liên quan cái khỉ gì với thư hàng nó có thể điều khiển nhiệt độ chắc thổ ba cầm vở lên quạt rồi phỉ nhổ cao mỗ mỗ ra vẻ bí hiểm nó đương nhiên không thể điều khiển được nhiệt độ rồi thế nhưng dù không biết có chuyện gì nhưng hình như trên người thằng thư hàng phát ra hơi lạnh phà phà như một cái máy lạnh hình người ấy thiếu chút nữa tao đã nghi ngờ không biết có phải nó mang đá theo bên người hay không mày nói thế tao mới để ý hình như đúng rồi đấy ngoài ra bọn mày có cảm thấy thằng thư hàng này trắng ra nhiều lắm hay không sáng hôm qua hình như nó đâu có trắng như thế ba đứa bọn mình mới đi ra ngoài tìm phòng có một buổi thôi mà nó đã trắng lên thấy rõ rồi. Lý Dương Đức xếp máy tính lại, bình tĩnh nói. Dương Đức, không phải mày định làm gai đấy chứ, ngay cả chuyện ra của thằng thư hàng trắng ra mà mày cũng để ý tới à. Thổ ba nói với giọng điệu dẻo dẻo. Thổ ba, Lý Dương Đức nhếch môi cười. Mày còn cần cái tập tin video học tập trong ổ đĩa ép với mớ tài liệu mày up lên mạng nữa hay không? Anh Dương Đức ơi, Em sai rồi. Thổ ba lập tức quỳ khóc, đây đều là bảo bối cậu lưu lại suốt 3 năm cấp ba đó. Lại nói, ổ đĩa ép trong máy tính thì không nói đến làm gì, tại sao chuyện cậu up đồ lên mạng mà thằng Dương Đức này cũng biết nhỉ? Mẹ nó, còn thêm cái gì nữa hay không? Của nhiên không nên chọc vào đám lập trình mà. Tao thấy, không biết có phải thằng nhóc đấy xài kem dưỡng trắng gì hay không? Còn lý do để nó xài kem dưỡng ấy thì chắc là vì đang yêu đương nhỉ? Cao mỗ mỗ lại tiếp tục ra vẻ bí hiểm, chỉ vào tống thư hàng và em gái lục phỉ kia. Tao cá 100, su, giữa hai người đó nhất định đã có chuyện gì rồi. Tao để ý kỹ rồi, tất cả các tiết học ngày hôm qua, cô nàng lục phỉ kia đều tìm cơ hội ngồi cạnh tống thư hàng hết. Của nhiên lựa chọn để lại không gian riêng tư cho bọn họ là đúng mà. Đợi chuyện này thành công thì thư hàng nhất định phải mời bọn mình ăn một bữa. Ba tên bạn cùng phòng đồng lòng gật đầu, bộ dạng như thể làm người tốt việc tốt mà không khoe khang thật có thành tựu quá thể. Đáng tiếc, lý tưởng thì tốt đẹp đấy, hiện thực lại không được như thế. Tống Thư Hàng căn bản không có suy nghĩ muốn làm quen với cô nàng kia, hắn thường xuyên ngó vào điện thoại của mình một cái, trong lòng ngóng trông không biết khi nào dược sư mới tới. Trong đầu chỉ toàn nghĩ đến việc tu chân, minh tương pháp môn căn bản và trăm ngày tạo nền tảng. Trên bục giảng, giáo sư Smith liên tục viết vài từ vựng lên bảng đen, có lẽ vì tuổi đã cao, tuy rằng trong phòng học có đủ loại máy móc công nghệ cao để giúp đỡ cho việc giảng dạy, nhưng ông vẫn thích dùng bảng đen hơn. Trong phòng học yên tĩnh không một tiếng động, vào tiết của giáo sư Smith thì dù có ai không thích tiết của ông thì cứ nằm ngủ cũng không sao, ông cũng không bắt buộc tất cả đều phải chăm chú ngồi nghe giảng. Nhưng nếu như ai dám làm ồn quấy dày việc giảng bài của ông thì khỏi cần mong chờ học phần của học kỳ này làm gì. Lên đại học rồi mà chịu lên lớp học chứng tỏ vẫn còn muốn lấy được học phần không có người nào muốn gây khó dễ cho học phần của mình, cùng lắm thì nằm ngủ một giấc là được. Cạch cạch, rầm rầm. Đột nhiên có tiếng động lớn vang lên cực kỳ rõ ràng. Ánh mắt của tất cả mọi người đổ dồn về nơi phát ra tiếng động, cửa chính của phòng học. Chỉ thấy cánh cửa chính vốn đang đóng kỹ của lớp học đang phải gánh chịu một lực tác động khá mạnh, đinh ốc trên cửa cũng bị bung ra khỏi khung gỗ. Cạch một tiếng, cánh cửa bị mở toang ra. Chương 39, yên tâm đi, Đánh gãy một chân thì Trong ánh mắt ngơ ngác ngỡ ngàng của tất cả mọi người Cửa phòng học mở ra Một người đàn ông cao gầy xuất hiện ở trước cửa Hãy còn giữ nguyên tư thế đẩy cửa ra Người nào cao chừng hơn 180cm Mái tóc dài dựng thẳng lên trời Kiểu tóc thế này dù ở trong giới trẻ trâu thì cũng phải vào hàng cực phẩm Hắn có đôi mắt đen thùi như gấu trúc Cũng không biết có phải vì make up mắt khói hay không nữa Hồi xưa cũng khá thịnh hành phong cách này năm đó có một cô ca sĩ khá nổi tiếng ở Âu Mỹ chỉ toàn trang điểm mắt khói như thế. Tất cả mọi người trong phòng học đều nhìn chằm chằm người nọ, mắt cũng không chấp lấy một cái. Người đàn ông kia đột nhiên bị mọi người nhìn chằm chằm như thế thì ngượng ngùng gãi đầu, cười nói. Mọi người đang học à, thật ngại quá, quấy dày mọi người rồi. Who are you? Viên phấn trong tay của giáo sư Smith bị bẽ gãy. bây giờ giáo sư rất tức giận, hậu quả sẽ rất nghiêm trọng tóc vàng hoe. Người đàn ông kia vẫy vẫy tay. Tránh qua một bên đi, ta tìm người xong sẽ đi ngay. Sẽ không quấy rầy các người lâu đâu. Gân xanh trên trán của giáo sư Smith nổi lên, đang chuẩn bị cho người đàn ông cao gầy kia biết mặt. Nhưng sau khi người nọ phất tay một cái thì giáo sư đột nhiên phát hiện mình không thể nhúc nhích được, toàn thân giống như bị đông cứng lại. Không chỉ không thể nào di chuyển được, ngay cả miệng và lưỡi cũng bị cố định thậm chí ngay cả trong mắt cũng không thể chuyển động được một cái. Sau cùng, ngay cả tư duy cũng bắt đầu bị đóng băng. Sau đó người đàn ông cao gầy kia quét mắt nhìn quanh phòng học một cái, giống như đang tìm người nào đó. Tất cả học sinh đều trợn mắt há mồm nhìn hắn ta. Chỉ có mỗi mình Tống Thư Hàng nhìn thấy màn đẩy cửa bạo lực của người kia thì trong lòng lại sinh ra dự cảm không tốt, đẩy cửa nhẹ một cái cũng có thể đẩy bung cả khóa cửa, đây nhất định không thể nào là người bình thường được đúng không? Ít nhất thì cũng phải là tu sĩ đã dùng thối thể dịch xong mới có thể làm được như thế. Người này không phải là dược sư đấy chứ. Thư hàng lập tức lắc đầu nguồi nguậy. Sẽ không đâu, chắc chắn là không rồi. Dù rằng tiền bối dược sư trong nhóm cửu châu số một có hơi ít nói, nhưng có thể nhìn ra được người là một vị tiền bối đáng tin cậy. Sao có thể là cái tên có phong cách quái đản thế này được? Đáng tiếc chính là trên đời này cứ ghét của nào thì trời lại trao của đó. Tiểu hữu tống thư hàng mau ra đây đi ta chính là dược sư ánh mắt của người đàn ông cao gầy kia nhìn chằm chằm vào tống thư hàng cười hắc hắc ra sức vẫy tay tất cả học sinh trong phòng đều quay phát sang chỗ tống thư hàng những ánh mắt kia vừa sắc bén lại vừa phức tạp tống thư hàng giơ một tay lên che mặt ngày tháng thế này biết phải sống làm sao đây còn có vì cái khỉ gì dược sư không thèm gọi điện thoại hỏi cũng biết hắn ở đây chẳng lẽ do hắn dùng loại pháp thuật gì đó để định vị vị trí của mình à? Cuối cùng Tống Thư Hàng chỉ có thể mặt dạn mày dày bước lên. Thầy ơi, em xin nghỉ hai tiết hạ. Tống Thư Hàng ngượng ngùng quay sang nói với giáo sư. Giáo sư không chớp mắt lấy một cái, bây giờ ngay cả ý thức của ông cũng đã bị đóng băng. Lát nữa khi ông khôi phục chỉ cho rằng mình mới ngẩn ra có một giây mà thôi. Thậm chí sẽ không biết dược có một học sinh bỏ đi ngay trước mặt ông nữa là không cần nói nhảm nhiều như thế, mau đi theo ta. Dược sư kéo tống thư hàng. Thổ ba, lát nữa học xong dọn dẹp giúp tao nhé. Sau cùng tống thư hàng quay sang hét to một tiếng với thổ ba, sau đó đã bị dược sư kéo đi. ở cuối phòng học, thổ ba nghi hoặc, không phải là lại có chuyển phát nhanh gì đấy chứ? Không giống lắm. Cao mỗ mỗ đẩy mắt kính, lại nói người nhân viên chuyển phát nhanh hôm nọ nhìn cũng chẳng giống chuyển phát nhanh chút nào. Trên đường đi, Tống Thư Hàng hỏi. Dược sư tiền bối, sao ngài tìm được tôi thế? Ta dùng chức năng định vị của điện thoại ấy mà, chỉ cần nhập số điện thoại của ngươi vào là ta có thể định vị được ngươi đang ở đâu ngay. Sau đó chỉ cần xem qua trong phòng học có người nào đã từng luyện thôi thể xong thì biết ngươi là ai ngay. Sau khi dùng thối thể dịch xong thì ngươi sẽ khác hẳn người thường. Dược sư nói với vẻ đắc ý lắm lắm. Những ảo tưởng trong lòng Tống Thư Hàng lập tức tan biến, Hóa ra là tìm được hắn nhờ vào chức năng định vị của điện thoại chứ không phải dùng pháp thuật truy tung ngàn dặm à. Bất quá nói tới thì không phải cần đợi hắn xác nhận đồng ý trên điện thoại di động xong thì đối phương mới có thể dùng chức năng định vị của điện thoại để định vị vị trí của hắn sao? Chẳng lẽ dược sư cũng là hacker cao cấp, có thể phá được tường lửa để tự động định vị à? Tống thư hàng, nói ra thì tôi thật không ngờ dược sư tiền bối ngài lại ăn mặc phong cách như thế. Phong cách, ý ngươi là chỉ mặt nào? dược sư nghi hoặc hỏi lại. Ví như kiểu tóc dựng đứng của ngài chẳng hạn. Tống Thư Hàng nói. a à, ngươi nói cái này ấy à. Cái này thật ra là do hôm qua ta trực tiếp cưới kiếm bay từ bên hải bắc qua khu Giang Nam, bay qua những hai tỉnh. Lại thêm gió lớn quá, tóc bị thổi thành như thế đấy. Dược sư xấu hổ cười nói. Tống Thư Hàng cầm nín một hồi, lại dáng hỏi tiếp. Vậy kiểu make up mắt khói của tiền bối thì sao? Make up mắt khói à? À à, cái này ta biết, đồ đệ của ta hay nói với ta là kiểu trang điểm của mấy ngôi sao như Averil gì đấy đúng không? Bất quá cái này của ta không phải trang điểm đâu, đây chỉ là quầng thâm mắt bình thường thôi. Thân là một luyện dược sư, ta thường xuyên phải thức đêm để luyện chế đan dược, có khi vài tuần không ăn không uống không ngủ. Lâu ngày biến thành quầng thâm thế này, bởi vì bây giờ thường thường luyện dược phải luyện hơn 10 ngày, cho nên quầng thâm này mãi mà không biến mất có lẽ chờ lần này ta đột phá cảnh giới xong thì đám quầng thâm này mới có thể biến mất được. Sược sư thoải mái cười to. Tống Thư Hàng chỉ cảm thấy như có một vạn câu rùa xã chạy dần dần trong lòng. So với hình tượng tích trữ như vàng ở trong nhóm thì dược sư ở ngoài đời rất dễ nói chuyện, còn hay cười to đầy vẻ phóng khoáng. Hình tượng trước kia đã hoàn toàn vỡ nát. Ký túc xá nam sinh. Đây là chỗ ở của ngươi à, phòng luyện đan đâu? Dược sư hỏi thăm phòng luyện đan, xem như là chỗ này đi. Tống Thư Hàng chỉ vào phòng bếp. Đấy không phải là phòng bếp à. Dược sư xoa xoa chân mày. Cũng đúng, người đã nói chỉ dùng bếp điện tử với nồi lẩu để luyện thối thể dịch, vậy nên chỉ có thể nấu trong bếp mà thôi. Phòng bếp à, trà. Dược sư đột nhiên cảm thấy trong lòng nghẹn nghẹn, bất giác thở dài một hơi. Nhưng hắn nhanh chóng tỉnh táo lại. Tiểu hữu thư hàng à, Ngươi có thể luyện thối thể dịch lại một lần nữa cho ta quan sát một phen hay không?" Sược Sư hỏi dò. Ngày hôm qua hắn thông qua cách mô phỏng luyện đan, diễn lại toàn bộ quá trình luyện thối thể dịch mà Tống Thư Hàng đã tả lại, kinh ngạc phát hiện vài điểm khá thú vị. Bất quá mô phỏng luyện đan cũng chỉ là mô phỏng, vẫn sẽ bỏ sót vài điều, cho nên hắn vẫn muốn tận mắt nhìn thấy Thư Hàng luyện thối thể dịch một lần để xác nhận vài điều. "Ngay bây giờ à?" Tống Thư Hàng nhìn đồng hồ, tiết thứ ba đã qua được một nửa lúc này đã hơn chín giờ rưỡi rồi có vấn đề gì hà dược sư nghi hoặc hỏi lại không đủ thời gian nửa giờ nữa là xong buổi học sáng tới giờ ăn cơm trưa rồi tống thư hàng giải thích à suýt nữa quên mất người bình thường cần phải ăn cơm thật đúng là phiền toái nếu như là tu sĩ thì tùy tiện dùng một viên thuốc là có thể giải quyết những vấn đề vặt vảnh này rồi dược sư lẩm bẩm lát sau hắn lại hỏi chiều nay thư hàng có rảnh không? Buổi chiều chúng ta thử cùng luyện thối thể dịch nhé. Buổi chiều, tôi có tiết học, Tống Thư Hàng nói. Thật ra thì có thể xin nghỉ, hơn nữa ngay cả lý do để xin nghỉ hắn cũng đã chuẩn bị sẵn rồi. Có tiết à, ta lại quên mất ngươi vẫn còn đi học, vậy đi, giáo sư lớp buổi chiều của ngươi là ai? Dược sư thuận miệng hỏi luôn. Vấn đề này khiến người ta cảm thấy lo lo. Tiền bối, xin thứ cho tôi nói thẳng. Tuy rằng tôi tin tưởng tiền bối ngài là người chính trực, bất quá tôi vẫn muốn hỏi trước, không phải là tiền bối ngài định đưa giáo viên dạy lớp buổi chiều của tôi vào bệnh viện đấy chứ? Tống Thư Hàng hỏi thẳng, thảm kịch do vũ nhu tử gây ra giường như mới chỉ xảy ra hôm qua. Không đúng, cản bản mới xảy ra ngày hôm kia thôi. A à, ha ha, người cũng nghĩ đến cách này rồi à? Ý kiến này được lắm, chỉ cần đưa giáo viên của ngươi vào bệnh viện thì không phải chiều nay ngươi sẽ rảnh rồi à? Cứ yên tâm đi, ta sẽ cẩn thận, chỉ làm gãy chân là được rồi. Dược sư nói với vẻ đương nhiên. chương 40, gốc độc long thảo tốt. Làm ơn tuyệt đối đừng làm thế. Tống Thư Hàng lập tức chặn lại. Ba ngày trước Vũ Nhu Tử đã đưa hai giáo viên của tôi vào bệnh viện rồi. Có một người bây giờ còn đang nằm viện, người còn lại chính là thầy giáo người anh chống nạn tiền bối vừa mới gặp xong đấy. Nếu tiền bối lại tiến thêm mấy giáo viên nữa vào viện thì ai cũng sẽ thấy quá quái lạ mất thôi hả, vũ nhu tử làm rồi hà, chẹp, khó nhỉ, nếu ta lại tiến thêm một giáo viên nữa vào viện thì lộ liếu quá. Dược sư xoa cầm, ra vẻ tiếc nuối, đáng tiếc thật, diệu kế tuyệt vời thế mà lại bị người ta làm trước mất rồi. Tống Thư Hàng tiếp tục bổ sung. Hơn nữa đây cũng không phải chỗ thích hợp để luyện thối thể dịch. Bạn cùng phòng tôi có thể trở lại bất cứ lúc nào, họ mà biết ngài đến lớp học lôi tôi tới đây để luyện chế cái gọi là đan dược, thì chắc chắn sẽ tống cả hai người chúng ta vào bệnh viện tâm thần Thạch Sơn đấy. Đừng có hoài nghi độ, tốt bụng, của ba thằng bạn cùng phòng kia, chúng nó chắc chắn sẽ làm thế. Sược sư thở dài, thế mới nói phạm nhân rõ là phiền toái. Tiểu hữu thư hàng à, hay là ngươi rời xa hồng trần, gia nhập môn phái trong nhóm chúng ta đi. Mấy môn phái trong nhóm chúng ta không tồi, đứng hàng đầu trong cả hoa hạ này đấy. Tỷ như Đại La Giáo, Thiên Nhai Vân Du Tự, Linh Điệp Đảo, huyền hoàng kiếm tông đều có tiếng tăm vang dội trong giới tu sĩ cả. Tôi sẽ cân nhắc, Tống Thư Hàng đáp, có lẽ tương lai sẽ có ngày hắn lựa chọn gia nhập một môn phái nào đó, thế nhưng không phải bây giờ. Theo cách nói của tu sĩ thì bây giờ hắn chưa đoạn hồng trần, chưa hiểu thấu suy nghĩ của bản thân, không thích hợp để gia nhập môn phái chuyên tâm tu tiên. Cơ mà, chiều nay ngươi không trốn tiết được thật à? Hay là ta gây ra một vụ tai nạn ngoài ý muốn nào đó cho cả trường đều nghỉ luôn nhé? như vậy sẽ không khiến ai hoài nghi hết. Dược sư bình tĩnh đưa ra đề nghị khiến người ta thoát cả tim. Dược sư tiền bối, xin ngài đừng có làm mấy việc đáng sợ như thế. Tống Thư Hàng nghiêm túc nói, tôi chỉ cần xin nghỉ là được, tôi đã viết sẵn đơn xin nghỉ học rồi đây. Người xin nghỉ rồi có sợ học không theo kịp các bạn không? Dược sư lo lắng hỏi. Tiến độ học tập của cá nhân tôi so với việc toàn bộ học viện xảy ra chuyện ngoài ý muốn thì cái nào nghiêm trọng hơn hả? xin hãy yên tâm, tôi chỉ cần tùy tiện mượn vở ghi của bạn học là đuổi kịp chương trình mấy tiết nghỉ ngay. Gần đây tôi học hành ngon nghẻ lắm, tống thư hàng cam đoan. Sược sư, thế thì tốt quá rồi, chúng ta đi tìm chỗ luyện chế thối thể dịch thôi. Hay là ra ngoài trường xem có cần thuê nhà không nhỉ? Tống Thư Hàng nói, hắn vốn định thuê một căn nhà ở bên ngoài, nhân cơ hội hôm nay làm luôn một thể đi thôi. Ừ, có lý, đúng là phải thuê nhà thật có lẽ ta phải ở chỗ người mấy ngày không có chỗ ở là không ổn rồi dược sư gật đầu nói bây giờ mình đi luôn chứ tính tình dược sư hấp tấp nóng vội điểm ấy thật giống những gì hắn biểu hiện ở trong nhóm chat đi chúng ta đi thôi tống thư hàng nói xong bèn lấy ví tiền và thẻ ngân hàng khi lấy ví tiền hắn nhắc thấy chậu độc long thảo mình để bên máy tính thế là thư hàng hỏi dược sư tiền bối lúc trước ngài nói trong nhóm là muốn thu thập độc long thảo sống, giờ còn cần nữa không? Ta thu mua được một ít từ các đạo hữu trong nhóm, nhưng phẩm chất chỉ loanh quanh trung đẳng, không tốt cho lắm, còn kém xa phẩm chất mà thực nghiệm của ta cần. Chỉ dùng tạm được thôi. Nè, đây có nè, Tống Thư Hàng chỉ vào chậu độc long thảo bên máy tính. Nói thật, may mắn của Tống Thư Hàng không phải dạng vừa đâu. Năm 60 năm trước linh điệp tôn giả dùng gốc độc long thảo này làm vật áp trận, chứ đổi thành dược liệu khác thì dược sư không thiếu đâu. Bấy giờ dược sư mới phát hiện chậu độc long thảo tím đen kia. Thú vị đây, ta vào phòng lâu như thế mà không phát hiện ra gốc độc long thảo này. Phải biết là dược sư tiếp xúc với dược liệu đã trăm năm có lẽ, cho dù là trong rừng gốc rậm rạp, chỉ cần có linh dược tồn tại thì hắn nhắm mắt cũng tìm được ra. Thế mà gốc độc long thảo này nằm ngay bên cạnh máy tính của Tống Thư Hàng, hắn vào phòng lâu như thế lại chẳng hề phát giác gốc độc long thảo này có điểm nào kỳ lạ. Nghĩ đến đó, dược sư đến bên gốc độc long thảo, quan sát nó một cách cẩn thận. Ngửi ngửi, xoa xoa, hái một mảnh lá đưa lên nếm nếm. Không tôi, gốc độc long thảo này sinh trưởng ở nơi có linh khí và quỷ khí rồi rào suốt năm 60 năm, lại từng được người ta dùng làm mắt trận để áp trận, phẩm chất còn trên cả thượng phẩm. Vì là vật áp trận nên hình như đã sinh biến dị, có năng lực che giấu nhất định, thế nên suýt nữa thì ta cũng bị qua mắt. Dược sư cười nói, phẩm chất thế này vừa hay đạt yêu cầu của hắn, hơn nữa lại trải qua biến dị, có giá trị lắm. Tống Thư Hàng hỏi, độc long thảo này có phù hợp với yêu cầu của dược sư tiền bối không? Yêu cầu của ta, này, người định bán gốc độc long thảo này cho ta à? Dược sư nhìn Tống Thư Hàng, cười nói, nhưng mà ta phải nói rõ với người trước, bản thân độc long thảo đã là một loại dược liệu khá quý hiếm rồi, giá trị của gốc độc long thảo này càng bất phàm hơn nữa, nói cách khác hai hộp dược liệu thối thể dịch mà Vũ Nhu Tử cho ngươi cũng không có giá bằng một phần mười gốc độc long thảo này đâu. Cho nên là, ngươi có chắc chắn là ngươi muốn bán nó cho ta chứ? Tôi giữ nó cũng vô dụng, hơn nữa, nếu không phải tiền bối đang miễn phí đơn thuốc thối thể dịch lên nhóm thì tôi đã không có cơ hội tiếp xúc với giới tu chân thực sự rồi. Tống Thư Hàng nói, dược sư lắc đầu bảo, cứ cho là không có đơn thuốc kia của ta, người còn ở trong nhóm cửu châu số 1 thì sớm muộn cũng sẽ tiếp xúc với sự tồn tại của tu chân thôi. Mà giá trị của đơn thuốc kia đối với mỗi người đều khác nhau. Với thông huyền đại sư hay vũ nguyệt chân quân mà nói, vì môn phái họ nuôi rất nhiều đệ tử nên đơn thuốc có giá trị rất cao. Còn ngươi một thân một mình, với ngươi thì giá trị của đơn thuốc tuyệt đối không hơn gốc độc long thảo này được. Dược sư cẩn thận nâng gốc độc long thảo lên, sau đó chập tay lại, độc long thảo liền biến mất không thấy đâu nữa. Tống Thư Hàng hiếu kỳ hỏi. Nhẫn không gian, túi chữ vật. Không phải mấy cái trang bị không gian quý báu kia đâu, loại trang bị không gian đó có liên quan đến quy tắc không gian, một cái túi chữ vật nhỏ chừng 50 mét vuông thôi là có thể ngốn hết cả gia sản của ta rồi. Dược sư cười ha hả, của ta chỉ là một loại pháp thuật tựa như không gian, mỗi luyện đan sư đều có, một mảnh ruộng thuốc, trong này chỉ có thể dùng để trồng thuốc chứ không nhét cái gì khác vào được đợi sau này khi tu vi của người đạt trên tứ phẩm thì cũng có thể học chiêu này dễ học lắm tống thư hàng gật đầu cái hiểu cái không nói tiếp vốn dĩ ta chỉ định tìm linh cảm từ chỗ ngươi để hoàn thiện thối thể dịch bản đơn giản hóa nhân tiện chỉ điểm ngươi một chút kiếm pháp trụ cột và pháp môn minh tưởng dạy ngươi hoàn thành trăm ngày tạo nền tảng thôi ai ngờ ngươi lại chuẩn bị cho ta một phần đại lễ thế này thành ta phép minh tưởng với kiếm pháp trụ cột mà ta chuẩn bị dùng để chỉ bảo ngươi thì ngại quá nói đoạn dược sư móc di động, vào nhóm cửu châu số 1. chương 41, công pháp tạo nền tảng. Nhóm cửu châu số 1. Dược sư, vân du tăng thông huyền, thông huyền đại sư, 14 năm trước thám hiểm động phủ, kim cương căn bản quyền pháp, chân ngã minh tưởng kinh, cho ta mượn dùng một chút. Giá cả, lần sau gặp bàn. Tống thư hàng ở bên cạnh nhìn dược sư nhập xong chuỗi ký tự này mà cảm thấy lo lắng thay cho hắn. Tính cả dấu câu mới được 50 ký tự mà hắn xóa xóa sửa sửa cả 5 phút đồng hồ, viết xong toát cả mồ hôi. Bây giờ thì Tống Thư Hàng rốt cuộc đã hiểu vì sao mà Dược Sư lại cố hết sức rút gọn câu nói của mình trong nhóm. Cơ mà viết mệt như thế, sao hắn không dùng mess thoại nhỉ? Dược Sư phát lên một tin, nhóm cửu châu số một nhanh chóng trở nên nhộn nhịp. bắc Hà Tán Nhân trêu gẹo. Ồ, Dược sư huynh muốn có hai môn công pháp căn bản này chẳng lẽ là để thư hàng tiểu hữu sử dụng lúc tạo nền tảng trăm ngày. Hai môn công pháp này được đấy, chẳng lẽ dược sư huynh cũng bị thư hàng tiểu hữu bơm thuốc giống vũ nhu tử rồi à? Linh điệp đảo vũ nhu tử nhanh chóng thả lên ai cần bánh bao. Bắc hà tiền bối, ta không bị bơm thuốc. Xúc ruột, cuồng đao tam lãng rất sôi nổi, bởi vì cha của vũ nhu tử cuối cùng cũng không hành hạ hắn nữa mà hôm qua đã lên đường về linh điệp đảo rồi hắn nín bao nhiêu ngày ngay khi nhìn thấy hai chữ bơm thuốc thì trong đầu ùa lên vô số đoạn phim con heo kinh điển tuyệt quá đi hắn phải spam lên nhóm vài cái mới được tam lãng huynh đừng tự tìm đường chết bác hà tán nhân lại nhắc nhở bây giờ điện thoại và máy tính có thể đồng thời đăng nhập tài khoản chat đấy lỡ như tài khoản linh điệp đảo vũ nhu tử này là cha cô ấy dùng điện thoại đăng nhập thì làm sao cuồng đao tam lãng nhất thời biến sắc nhanh chóng lặn sâu Hóa, quên xử nó mất, với bản lĩnh của linh điệp tôn giả, nếu biết tam lãng dám đăng mấy vít xúc ruột lên trước mặt con gái mình thì hắn tuyệt đối sẽ nhảy khỏi máy bay, quay về làm thịt hắn. Sược sư cười ha hả, sau đó ngón tay lướt phím di động như bay, thế mà một lúc lâu sau mới phát được vài chữ. Thượng phẩm biến dị độc long thảo, đáng. Vân du tăng thông huyền online, việc đầu tiên là thả một cái icon mặt cười, sau đó thả thêm tấm ảnh một thanh kiếm nhỏ. Được. Dược sư trả lời. Cuộc hội thoại giữa hai người đó thực sự là quái dị. Linh Diệp đảo Vũ Nhu Tử. Hai vị tiền bối, kim cương căn bản quyền pháp và chân ngã minh tưởng kinh tốt lắm thật à. Đây là công pháp của kim cương tự 800 năm trước, tuy nói là dành cho đệ tử tạo nền tảng sử dụng nhưng uy lực của kim cương căn bản quyền pháp có thể so sánh với võ kỹ nhất phẩm. Trong số các võ kỹ tạo nền tảng thì quả là một công pháp không tồi. Bắc Hà tán nhân giải thích, đáng tiếc kim cương tự kia bây giờ đã không còn truyền thừa, nó tan biến trong sông dài lịch sử, rất nhiều công pháp tinh thâm đã mất đi. Dược sư vừa lòng gật đầu, offline, tắt máy. Sau đó hắn đi ra ban công ký túc xá, chỉ tay lên trời cao. Tống thư hàng hiếu kỳ nhìn hành động của hắn, không biết hắn muốn làm gì. Mười phút nhanh chóng trôi qua, Dược sư vẫn duy trì tư thế ấy không hề nhúc nhích, tựa như một pho tượng. Tống Thư Hàng muốn đi lên hỏi xem tình hình thế nào. Thì đúng lúc ấy, mắt dược sư sáng ngời lên, miệng quát khẽ một tiếng, ngón tay chỉ lên trời nổi lên ánh sáng đỏ thẫm. Nói thật, tư thế này hẳn quả thật ngầu lòi. Thế nhưng trong mắt Tống Thư Hàng thì ngón tay dược sư chẳng khác nào một miếng sắt nung, giống như nhân vật trong phim bất cẩn gõ búa vào ngón tay mình, sau đó được bắp hiệu ứng vừa sưng vừa đỏ vậy. Tốt lắm, thu được. Dược sư cười đắc ý. Tống Thư Hàng chẳng hiểu mô tê gì. Dược sư nhìn thấy Tống Thư Hàng mặt ngu ngơ thì giải thích. Ta vừa xác định tọa độ với thông huyền đại sư, 4 năm tiếng nữa hắn có thể đưa kim cương căn bản quyền pháp và chân ngã minh tưởng kinh qua đây. Thông huyền đại sư cũng đến đây à? Tống Thư Hàng hỏi. Không cần, hắn đến làm gì? Ta định vị tọa độ cho hắn xong là hắn có thể phi kiếm truyền thư. Dược sư Đắc Y nói. À, ra thế, Tống Thư Hàng gật gật đầu trong đầu nảy ra hình ảnh, giữa chốn núi sâu rừng thẳm, một vị cao tăng đắc đạo yên lặng mỉm cười, rút từ trong áo cà sa ra một thanh đoản kiếm, rồi buộc túi đổ lên trên đoản kiếm, trong túi chứa mấy bản bí tịch võ công. Bí tịch võ công hẳn là sách giấy gáy buộc chỉ, hoặc là quyển trục bằng gia thú cổ xưa cũng được. Sau đó, cao tăng chỉ ngón tay lên trời cao, định vị tọa độ với cố nhân ở xa. Thế rồi, cao tăng vỗ nhẹ đoản kiếm, đoản kiếm mang theo túi đổ bay vút lên trời tiêu sái cun ngầu tuyệt quá đi phi kiếm truyền thư ta phải đạt đến cảnh giới nào mới có thể cưỡi kiếm bay lượn đây tống thư hàng âm thầm hâm mộ trong lòng cưỡi kiếm bay lượn đó so với nó ngồi máy bay chỉ là con tép bầu trời vĩnh viễn là giấc mơ lãng mạn nhất của đàn ông đi thôi chúng ta ra bên ngoài tìm nơi ở luyện thêm một mẻ thối thể dịch nữa có muốn mang bếp từ với nồi lẩu của ngươi đi luôn không sược sư hỏi Tống thư hàng xoắn suýt một hồi rồi vẫn lôi chiếc vali đen của mình ra, bỏ hai thứ kia vào. chung quy bếp từ và nồi lẩu này hắn dùng rất thuận tay, hơn nữa lỡ may chỗ thuê nhà không có bếp và nồi, hoặc là cất lượng bếp, nồi khác biệt thì rất có thể dẫn đến việc hắn luyện chế thất bại. Sau đó hắn mở tủ chứa đồ, muốn lấy một phần dược liệu điều chế thối thể dịch ra. Thư hàng tiểu hữu không cần mang dược liệu, nếu đã là ta mời người hỗ trợ thì dược liệu đương nhiên là ta bỏ ra dược sư vội gọi hắn lại. đua à, nói gì thì nói hắn cũng là một luyện đan sư có chút tiếng tăm, mời người khác hỗ trợ thực nghiệm đan phương mà còn bắt người ta đem dược liệu theo, còn không bị người đời cười cho thối mũi ra à. Tống Thư Hàng yên lặng gật đầu, khóa tủ lại. Đây không phải là lúc để thể hiện, trung quy hắn chỉ có 32 phần dược liệu, theo như bác Hà Tán Nhân nói thì 32 phần dược liệu này có khi còn không đủ cho trăm ngày tạo nền tảng của hắn. Cho nên có thể tiết kiệm được chỗ nào hay chỗ đó đi hắn kéo vali hành lý, vừa đi vừa hỏi. Đi thôi, nhà thuê có cần yêu cầu gì không? Yên tĩnh một chút, hiệu quả cách âm tốt chút, bằng không lại phải bố trí trận pháp cách âm, phiền lắm. Tống Thư Hàng nhìn ví tiền của mình rồi tính thử sinh hoạt phí. Mỗi tháng mẹ hắn cho 3.000 tiền tiêu dùng, chung quy bây giờ không thể so sánh với 20 năm về trước được, trước kia sinh viên có 1.000 nhân dân tệ là đã có thể sống dư giả rồi. Trong điều kiện không đi làm thêm, cứ thuê nhà hạn một tháng trước đã vậy. Trong khoảng 5 đến 600, chắc là có thể thuê được một gian chung cư nhỏ. Tống Thư Hàng lẩm bẩm Dược sư lập tức đề nghị. Nhà 500 có hơi bị nhỏ quá không? chí ít chúng ta cũng phải thuê một căn nhà lớn độc lập mới được. Bằng không tới lúc đó lò luyện đan của ta không đặt vào được đâu. Đã độc lập, còn phải to. Tiền bối, cái ngài nói không phải nhà trọ mà là biệt thự đúng không? Tống Thư Hàng cười khổ đáp loại nhà đó tiền thuê một tháng lên tới cả vạn, tôi không có nhiều tiền như thế đâu. Đương nhiên là ta bỏ tiền rồi, đạo lý ở đâu mời ngươi đến giúp còn bắt ngươi trả tiền. Dược sư vội vàng hô ngừng, thân làm tiền bối sao có thể để hậu bối tiêu phí được. Vậy được rồi, chúng ta tìm xem, ở gần trường cũng không có nhiều nhà rộng mà độc lập cho lắm. Vừa nghĩ đến việc đi thuê một ngôi nhà vừa to vừa riêng biệt trên một vạn một tháng, Tống Thư Hàng đã sót hết cả ruột, thế nhưng đồng thời trong lòng hắn cũng nảy ra nghi hoặc. Đúng rồi, tiền bối, bình thường mọi người cũng có công việc và nguồn cung kinh tế giống với người khác à. Đương nhiên là có nguồn kinh tế riêng rồi, bọn ta có cách biệt với trần gian đâu. Những người khác kiếm tiền từ đâu thì ta không rõ lắm, nhưng nghề chính luyện đan sư của ta là đủ để ta tiêu pha trong cuộc sống hàng ngày rồi. Sược sư gật đầu đáp. Nói tới đây, hắn nhìn Tống Thư Hàng rồi mỉm cười hỏi. Sao hả, nghe khẩu khí của ngươi là đang phiền não vì tiền bạc trong thế tục à. Tống Thư Hàng thành thật gật đầu. Sau khi tiếp xúc với giới tu chân, tôi phát hiện ra có lẽ mình cần rất nhiều tiền. Ví như, ngày hôm qua tôi đang suy xét, để bảo vệ bí mật mình là tu sĩ và tiện cho luyện đan thì có cần ra ngoài trường thuê nhà không? Thế nhưng muốn thuê nhà thì tôi lại phải cân nhắc tiền nong. Hắn cảm giác hơi ngại ngùng khi nhắc đến việc kiếm tiền. chương 42, đàn chủ bị dọa khiếp phía. Cũng đúng, người chọn đường tán tu, thời kỳ đầu cần rất nhiều thứ tử thế tục. Về sau dù là dụng cụ tu luyện, nơi tu luyện hay một vài thứ dược liệu người thường có thể mua được, đều cần một khoản tiền tài không nhỏ. Tài lữ pháp địa, chữ tài đứng hàng thứ nhất cơ đấy. Dược sư cười ha hả nói, đương nhiên, tài, mà hắn nói cũng không phải là tiền bạc thông thường, mà là thiên tài địa bảo, dược liệu quý giá, đan dược phẩm chất cao và thần binh pháp bảo thông dụng giữa các tu sĩ với nhau. Ta không biết mấy người trong nhóm kiếm tiền như thế nào, nhưng cách kiếm tiền của ta thì có thể truyền thụ cho người ít nhiều đấy. Dù sao hiện tại đối với ta mà nói, tiền tài thế tục có cũng được mà không cũng chẳng hề gì. Sược sư cười nói, chờ người tạo nền tảng thành công, ta sẽ dạy người một vài phương pháp luyện chế đan dịch không có tác dụng gì với tu sĩ nhưng lại hữu dụng với người phàm. Đến lúc đó ta cho người tha hồ chơi trội, à không phải, là dạy người kiếm tiền, cho người bay cao. Tống Thư Hàng nhất thời hai mắt sáng ngời. Tiền bối, tôi phải giúp ông làm gì đây? Tống Thư Hàng biết tập quán trong nhóm, đó là phải trả giá mới có hồi báo. Ngay cả hôm qua bác Hà tán nhân muốn tặng hắn công pháp tạo nền tảng cũng là cho nợ còn gì. Tống Thư Hàng không biết sáu phần tiền trong lời nói của dược sư là bao nhiêu, nhưng vẫn vui vẻ đồng ý với yêu cầu của hắn. Hai người vừa đi vừa nói chẳng mấy chốc đã đến con hẻm nhỏ mà ngày hôm qua bạn tống nào đó làm anh hùng cứu mỹ nhân. Hửm, sược sư đột nhiên dừng lại. Tiếp đó, hắn quay đầu nhìn vào chỗ sâu trong hẻm nhỏ, ánh mắt sắc như đao kiếm, có thể xuyên thấu cả linh hồn con người. Tiền bối, làm sao vậy? Tống thư hàng nghi hoặc hỏi. Một lát sau, dược sư quay đầu lại mỉm cười nói. Không có gì, chỉ là một vài tên theo đuôi đáng ghét mà thôi mỗi lần ta ra ngoài đều có người thích phái mấy tên theo sau lưng ta. Hoặc muốn tìm cơ hội lôi kéo quan hệ, hoặc muốn nhờ giúp luyện đan dược, hoặc định xem có phải ta đi tìm dược liệu quý hiếm gì, dình coi có ăn mót được chút đỉnh hay không. Chính vì đám ngu xuẩn này quá đáng ghét, nên bây giờ mỗi khi tìm thấy chỗ đào thuốc thì ngay cả chiêu lộ huyền thảo bình thường nhất ta cũng nhổ sạch, không chừa cho chúng cộng dễ nào. Té ra dược sư tiền bối chính là cái máy giỏ bảo bối hình người, rất hay tìm thấy nơi có dược liệu đúng không? bằng không sao lại có người chuyên theo hắn để nhặt mót cơ chứ. Mà hiển nhiên là, dược sư có oán niệm cực lớn đối với cái đám theo đóm ăn tàn này. Sâu trong hẻm nhỏ, một bóng người suy yếu dựa vào vách tường, hai tay run rẩy lấy ra một điếu thuốc rồi lặng lẽ châm lên. Sau đó, hắn nở một nụ cười khổ rất đặc trưng, nụ cười ấy khiến cho người ta cảm giác dù có cách xa một trăm dặm vẫn chua chát vô cùng. Đây chính là vị đàn chủ mà cuộc đời có thể viết thành một cuốn tiểu thuyết bi kịch nọ khí thế đáng sợ thật, đây hẳn là áp bách đến từ sự tranh lệch về phương diện chân khí. Trong khoảnh khắc bị dược sư trừng mắt lườm, hắn cảm thấy mình suýt nữa đã chết đi. Đàn chủ lần theo tung tích của Tống Thư Hàng nên mới đến khu Giang Nam. Hắn muốn có linh quỷ, trên người Tống Thư Hàng và Vũ Nhu Tử đều có linh quỷ. Có điều, linh quỷ trên người Vũ Nhu Tử thì đừng hòng nghĩ tới. Cô gái kia đi từ nơi ngàn dặm xa xôi tới đây mang linh quỷ đi, đã thể nhất định phải có linh quỷ cho bằng được. Hơn nữa thực lực cô ta cao cường, xuất thân cao quý, đàn chủ cho dù có quỷ xuống hiến hết ra tài ra, phỏng chừng cô cũng chướng mắt. Muốn lấy được linh quỷ từ trong tay cô ta căn bản là điều bất khả thi. Ăn cướp trước mặt luôn thì sao? Đàn chủ không hề xét đến ý tưởng này, bởi vì hắn cảm thấy cho dù là 10 thằng mình xông lên cũng chẳng đủ cho cô nàng kia hành tan xác. Ngược lại, vị tống tiền bối, bí hiểm kia tựa hồ không thèm để ý đến linh quỷ lúc trước vũ nhu tử phải thỉnh cầu năm lần bảy lượt hắn mới nhận lấy linh quỷ mà có lẽ vị tống tiền bối này thực lực cao cường không thèm linh quỷ cho nên biết đâu mình có cơ hội đổi linh quỷ về tay thật đàn chủ ôm một tia hy vọng âm thầm phái người lần theo tống thư hàng hắn cũng dặn cấp dưới dốc hết sức thu thập thông tin của tống tiền bối xem xem vị tiền bối này có cần cái gì không hắn sẽ vin vào đó để đổi linh quỷ về một ngày sau tư liệu của Tống Tiền Bối đã nhanh chóng được cấp dưới đưa đến tay đàn chủ. Tống Thư Hàng, nam, 18 tuổi, tân sinh viên lớp 43, khóa 19, thuộc khoa kỹ thuật cơ khí của Học viện Kỹ thuật Thiết kế và Chế tạo Đại học Giang Nam, tốt nghiệp trường trung học số 1 Lâm La. Hiện đang ở ký túc xá sinh viên Đại học Giang Nam. Chỉ là một thiếu niên bình thường, trong tư liệu cá nhân còn ghi chú rõ hắn không có tiền án tiền sự, là sinh viên năm tốt thích giúp đỡ người khác khi đọc xong tư liệu về tống tiền bối thần bí đàn chủ sợ ngu người hắn không nhìn lầm đấy chứ có phải hắn hoa mắt rồi không tư liệu này thật sự là tư liệu của một tu sĩ chứ không phải của một nam sinh viên bình thường à tư liệu này là giả đây là ý nghĩ đầu tiên nảy ra trong đầu hắn đàn chủ nhìn lom lom tập tư liệu nửa ngày trời thiếu niên tươi cười ôn hòa trong tấm ảnh nhỏ vài phân trong tư liệu đúng là tống tiền bối kia không thể nghi ngờ đàn chủ cầm tư liệu ngây ra hàng trăm ý nghĩ không ngừng hiện lên sóng cuộn biển gầm trong đầu hắn cuối cùng hắn lựa chọn tự mình theo dõi tống thư hàng hắn muốn xác nhận xem tin tức tình báo của cấp dưới mình có nhầm lẫn hay không tống thư hàng kia rốt cuộc là một tu sĩ cường đại hay chỉ là một người bình thường nếu vị tống tiền bối kia thực sự chỉ là một người bình thường thì việc thu hồi linh quỷ liền dễ như trở bàn tay giây phút đó Đàn chủ hạ lời thề độc trong lòng, nếu như Tống Thư Hàng thật sự chỉ là một phàm nhân, hắn nhất định phải lôi thằng danh đó ra rút gân lột ra, thu hồn luyện thành oán quỷ. Có thế mới có thể giải mối hận bị hoảng sợ mất mấy ngày trời. Vì thế, hắn tự mình mò tới Đại học Giang Nam. Khi đàn chủ tới khu Giang Nam thì vừa hay thấy Tống Thư Hàng đi ra cùng một người đàn ông ăn mặc theo phong cách trẻ trâu quái đản. Hắn cẩn thận theo đuôi, cố gắng giấu kín khí tức trước khi xác định được Tống Thư Hàng rốt cuộc là tiền bối cường đại hay chỉ là phàm nhân, hắn phải thật thận trọng. Hắn cảm thấy mình che giấu không tồi, bởi vì cả Tống Thư Hàng và người đàn ông quái đàn kia đều không phát hiện ra hắn. Cứ quan sát Tống Thư Hàng vài ngày, sau đó có thời cơ thích hợp sẽ ra tay thử một phen, xem thằng nhãi là tu sĩ hay là phàm nhân. Trong lòng hắn quyết định như thế. Vậy mà ngay khi hắn cảm thấy mình đã che giấu bản thân rất kín kẽ, thì gã đàn ông quái đản đi cùng Tống Thư Hàng lại quay người liếc nhìn hắn một cái. Cặp mắt make up màu khói kia lại sắc bén như đao kiếm. Ánh mắt kia tựa như chim ưng oai hùng trên mây cao đang bể nghễ nhìn con chim cút béo ú đáng thương trong bụi cỏ. Lại tựa như, ma thần viễn cổ đang giữ tợn cười gần, ngó xuống con kiến trốn trần gian. Nối kinh hoàng ập xuống, rốt cuộc đây là thần thánh phương nào. Đàn chủ vốn là người nhát gan rẻ rặt, người như hắn sống càng lâu lại càng nhát chết hắn bị dọa hoảng linh hồn hút xong một điếu thuốc bàn tay run rẩy của đàn chủ mới chậm rãi bình thường trở lại cho dù có đáng sợ hơn thứ gì cần đối mặt vẫn phải đối mặt thôi sau khi rụi tắt tàn thuốc đàn chủ ép mình chấn tĩnh lại lần này chỉ cần tìm được linh quỷ về ta sẽ về nhà cô ở cực bắc tu luyện đàng hoàng có điều trước mắt cứ chờ người đàn ông quái đản đáng sợ kia tách ra khỏi tống thư hàng rồi hắn xem xét thời cơ mà hành động đi lại là tùy cơ hành động. Chương 43: Tích cốc hoàn. Tống thư Hàng đưa dược sư đi dạo hết khu phố Đại Cát một vòng, xem hơn 10 ngôi nhà cho thuê mà chẳng có ngôi nào lọt vào pháp nhãn của dược sư cả. Tống thư Hàng cũng không biết rốt cuộc thì dược sư muốn kiểu nhà cụ thể thế nào. Nếu không được thì đến khu phố khác xem tiếp xem sao. Tống thư Hàng nghĩ bụng. Đúng lúc ấy thì dược sư cuối cùng đã phát hiện ra một ngôi nhà khiến hắn vừa lòng đó là một ngôi nhà mới toanh xây theo kiểu năm tầng ba gian có cả sân sau và tường bao bố trí rất khéo léo liếc mắt nhìn qua cũng thấy chủ nhà tốn không ít công sức vào căn nhà này là một căn nhà rất việt thế nhưng ngôi nhà này hình như không giống nhà để cho thuê nhà này đi chúng ta thuê nó sược sư cười ha hả đợi đã tiền bối nhà này không cho thuê đây là nhà riêng của người ta mà tống thư hàng kêu lên nhưng dược sư căn bản không thèm nghe hắn giải thích, cứ thế cười ha ha kéo hắn tới trước nhà rồi giơ tay ấn vang chuông cửa. Ra ngay, một tiếng nói thô trầm vang lên. Cửa nhà nhanh chóng mở ra, một người đàn ông trung niên hơi mập để tóc húi cua ló đầu ra, nhìn về phía tống thư hàng và dược sư. Anh ta nhìn chằm chằm quả đầu bùng nổ của dược sư một lúc lâu mới hổ nghi hỏi. Chuyển phát nhanh à? Không phải, chúng tôi muốn thuê nhà. Dược sư mở cửa vào núi, vào thẳng chủ đề. Người đàn ông trung niên khựng lại, nhưng vẫn lịch sử đáp lời. Thật ngại quá, nhà của tôi là gia đình tôi ở. Hơn nữa người thân của tôi không muốn ở cùng người lạ, nên không có ý định cho thuê. Không thích ở cùng người xa lạ, thế thì quá tuyệt vời. Dược sư vui vẻ nói, ta cũng thế, không thích ở chung mái hiên với người không quen biết. Cho nên, không bằng các người chuyển ra ngoài ở đi, rồi cho ta thuê hết cả nhà luôn được không? tiền thuê bao nhiêu người cứ nói, ta tuyệt đối không mặc cả. Cứ thấy dược sư ăn nói gợi đòn kiểu gì thế này. Tống thư hàng che mặt, bắt chủ nhà chuyển ra ngoài ở rồi cho mình thuê nhà. Thế chủ nhà người ta ngủ ngoài đường à, cái thể loại xin thuê nhà kiểu muốn ăn đòn thế này làm sao mà người ta cho thuê nổi. Quả nhiên ông chú trung niên chủ nhà chán nổi gân xanh, mặt xa sầm xuống. Xin lỗi, tôi không cần chút tiền đó, nhà này không cho thuê mời hai người đi tìm nhà khác đi tạm biệt đến lúc này mà còn nhịn được chứng minh chủ nhà đúng là thân sĩ có giáo dục đàng hoàng đổi thành tống thư hàng hắn cảm thấy mình hoàn toàn không nhịn nổi ít nhất cũng phải chửi một câu đồ thần kinh mới được nè người suy nghĩ chút đi tiền không thành vấn đề thật mà dược sư vẫn không muốn buông tay tống thư hàng đã bổ não ra tình huống ông chú chủ nhà nổi cơn tam bành lên đuổi người Thế là vội vã kéo tay Dược sư, định dùng sức mạnh lôi vị tiền bối này đi. Vạn vạn không ngờ tới, cuối cùng Dược sư và Tống thư hàng vẫn vào ở ngôi nhà ba gian năm tầng này. Cha cha cha, quả nhiên kiểu nhà độc lập này là thích hợp nhất, rộng hẹp vừa xinh, phòng rộng chỉ cần đôn thêm một tầng tường là có thể trở thành một gian phòng luyện đan. Dược sư tham quan từng tầng nhà một, vừa nhìn vừa hài lòng gật đầu. Thế nhưng vốn dĩ chúng ta chỉ cần thuê một phòng là đủ rồi. Tống Thư Hàng gào thét. Trong thế tục này bất cứ cái gì cũng có giá của nó. Có một số thứ anh không mua được, đôi lúc không phải vì nó là hàng không bán, mà là vì anh ra giá không đủ cao. Ngôi nhà 5 tầng 3 gian trước mắt này cũng như vậy. Cho dù đây là ngôi nhà mà chủ nhân tốn nhiều tâm huyết, đặc biệt thiết kế ra cho mình và người nhà ở, nhưng sau khi dược sư nện xuống một khoản money khiến cho người ta không thể cự tuyệt, thì ông chú trung niên đang nổi gân xanh muốn bùng nổ đánh người bỗng đổi sắc mặt như trong kinh kịch, chỉ trong nháy mắt âm u mây mưa đã chuyển thành mây tạnh trời quang. Sau đó chú ta sung sướng giao giấy chứng nhận quyền sử dụng nhà đất, chìa khóa nhà và hẹn hò thời gian đi làm thủ tục chuyển nhượng nhà với dược sư luôn. Sau nữa, cả gia đình ông chú chuyển ra khỏi nhà chỉ trong thời gian 2 tiếng đồng hồ. Hiệu suất này, quá chất. Đúng vậy, mua đứt. Dược sư mua đứt cả nhà của người ta luôn. Ai, chính là tùy hứng như thế đó. Không cần để ý mấy chi tiết đó, quan trọng nhất là có phòng luyện đan thích hợp rồi, chúng ta có thể bắt đầu luyện chế thối thể dịch. Dược sư cười ha hả, rút từ trong lòng ra một cái bình xứ rồi lấy một viên đan dược đưa cho Tống Thư Hàng. Tống Thư Hàng nhận đan dược, vẻ mặt đầy nghi hoặc. Đây là tích cốc hoàn, có thể dùng thay cơm, là một trong số những đan dược thiết yếu nhất hàng ngày của tu sĩ. Sau này tu vi của ngươi tinh thâm rồi, thường xuyên bế quan một cái là bế luôn mấy tháng thậm chí là mấy năm mấy chục năm cũng có mà tu sĩ cũng cần phải ăn cơm thế là tích cốc hoàn này có chỗ dùng ngậm nó trong miệng dược hiệu sẽ không ngừng hòa tan ra viên ta cho ngươi là loại có phẩm chất thấp nhất nhưng với người mà nói thì nó cũng đủ cho lượng cơm của cả tháng rồi dược sư cười giải thích cảm ơn tiền bối tống thư hàng ấm lòng quá đỗi không ngờ dược sư lại nhớ là hắn chưa ăn cơm chưa Dược sư nhìn thì thần kinh thô thế mà săn sóc cẩn thận ra trò. Dược sư, đừng khách khí với ta, ngậm một lúc đi, no rồi chúng ta đi luyện thối thể dịch. Tống thư hàng ngậm tích cốc hoàn, nhất thời mùi hương tràn đầy khoang miệng, đồng thời cảm giác đói khát trong bụng cũng tan thành mây khói, một lúc sau thì có cảm giác muốn ở một cái vì no. Thấy no rồi thì lấy ra không đầy bụng, mặt khác, trước khi tích cốc hoàn bốc hơi hết thì có thể sử dụng lại, cất đi, không chừng sau này còn dùng đến đấy. Dược sư bổ sung thêm, thứ mà hắn luyện ra đều có hạn sử dụng lên tới trăm năm, không sợ bị mốc. Tống thư hàng nghe vậy thì lấy tích cốc hoàn trong miệng ra, cất đi. May mà không nuốt vào, lúc nãy hắn còn đang nghĩ không biết nuốt viên tích cốc hoàn này vào bụng thì có thể nhịn cơm một tháng giống như trên tivi nữa không kìa. Giờ xem ra nếu nuốt vào, có lẽ hắn sẽ chết vì no. Bếp từ, ok. Nồi lẩu, ok. 45 loại dược liệu dùng cho thối thể dịch bản đơn giản hóa cũng đã được chia đủ liều lượng đặt theo thứ tự bên cạnh tống thư hàng. Làm lại theo quá trình luyện chế lần đầu tiên của ngươi, bắt đầu đi. Dược sư nói, không cần áp lực, cũng đừng sợ thất bại, dược liệu thối thể dịch ta còn nhiều lắm. Tống thư hàng cười ngại ngùng rồi nhắm mắt nhớ lại quá trình mình luyện chế thối thể dịch lần đầu tiên. Vì mới là chuyện hôm qua, cộng thêm đó là lần đầu tiên trong đời luyện thối thể dịch nên hắn vẫn còn nhớ rõ như in thêm nước trước, đổ một ca nước vào nồi. Sau đó bỏ thêm nhân sâm cắt miếng, đun 5 phút. Tiếp đó đến cầu kỳ tử, lại đun thêm 5 phút. Đến vị thuốc thứ ba chiêu lộ huyền thảo, Tống Thư Hàng không nhìn thời gian nữa, hắn bắt đầu chăm chú nhìn biến hóa của dược liệu trong nồi, một lát sau bèn tăng nhiệt độ của bếp tư. Dược sư xoa cầm nhìn theo từng động tác của Tống Thư Hàng không chấp mắt, hắn giữ im lặng tuyệt đối, không hề lên tiếng quấy dày cho dù đã chuẩn bị tâm lý, nhưng vẫn chẳng thể tưởng tượng nổi hành động của tiểu Hữu thư hàng với việc luyện đan được. Trong lòng dược sư cảm khái muôn phần. May mắn thay, hắn là một luyện đan sư suy nghĩ khá thoáng. Nếu để một luyện đan sư cổ hủ biết tống thư hàng dùng nồi lẩu và bếp từ để luyện đan thì phỏng chừng sẽ tức đến nổ phổi. Mặt khác, phải lên kế hoạch hiện đại hóa lò luyện đan thôi. Ít nhất khi luyện chế không dùng đan hỏa hay đan dược hỏa diễm đặc thù thì thiết bị hiện đại hóa càng tiện cho việc khống chế độ nóng hơn. Sược sư thầm nghĩ, như tống thư hàng trước mắt hắn đây, chỉ ấn mấy cái nút mà đã có thể khống chế độ lửa rất tốt rồi. Lò luyện đan bản cũng không thể làm được việc này, cho dù có pháp bảo khống chế độ lửa cũng không được thoải mái như thế. Lúc này, dưới sự giúp đỡ của băng châu, tống thư hàng đã lại tiến vào trạng thái tinh thần tập trung cao độ trong mắt hắn ngoại trừ nồi thối thể dịch đang luyện thì không còn bất cứ thứ gì khác nữa. Trong ánh mắt của Dược Sư toát lên vẻ tán thưởng. Mặc dù tuổi của Tống Thư Hàng hơi lớn, nhưng nói không chừng lại có thiên phú luyện đan thì sao? chương 44, Chìa khóa của Dược Sư Thời gian là một vật phẩm vô giá và dễ tiêu hao, cho dù anh có muốn hay không thì nó vẫn cứ tiêu hao. Luyện đan, luyện mãi luyện mãi, đã gần ba rưỡi chiều, thối thể dịch mà Tống Thư Hàng luyện chế đã đi tới giai đoạn cuối. Giống như ngày hôm qua, khi bỏ loại dược liệu thứ 41 vào thì thối thể dịch trong nồi bắt đầu biến đổi. Vì đã có kinh nghiệm nên lần này Tống Thư Hàng bình tĩnh cho nước, một lát sau, hắn ném tất cả bốn loại dược liệu tiên bá vương chi, cử viêm xích viêm trúc cắt miếng, thâm hải hàn tinh và tuyết yêu chi hạch vào nồi. Đến khi nước thuốc trong nồi phân hóa thành hai cực, Tống Thư Hàng lại tăng độ lửa lên mức cao nhất. Sau khi làm xong hết thảy, Tống thư Hàng rốt cuộc cũng thở phào nhẹ nhõm. Mọi việc tiến hành rất thuận lợi, còn có thành công hay không phải xem cuối cùng thế nào. À đúng rồi, còn phải chuẩn bị trước để nghinh đón mùi vị, tổng hợp tất cả các loại hôi thối trên thế gian nữa. 4 phút sau. Ầm. Vung nồi lẩu bị áp suất cực lớn hất tung, sương khói đen xì từ trong nồi phun ra, mùi tanh hôi không thể diễn tả bằng lời tràn ngập căn phòng chỉ trong nháy mắt. Tống Thư Hàng có chuẩn bị trước đã nín thở từ sớm, tuy không biết thứ mùi tanh hôi kia làm thế nào mà xâm nhập khứu giác của hắn thông qua các bộ phận khác trên cơ thể, nhưng bịt mũi nín thở trước thì vẫn có thể giảm bớt được phần nào. Quẹ, mùi gì thế này? Dược sư thực lực cao cường, các giác quan đều nhạy bén, đặc biệt là khứu giác của hắn đã nhạy hơn người thường đến sấp xỉ 300 lần. Mùi tanh hôi quái gở thốc vào miệng mũi làm cho dược sư cảm thấy cả người không khỏe. Trời ơi, thứ này có khi đã đạt tới tầm vũ khí sinh hóa rồi ấy chứ. Người thường ngửi một tí chắc là phải khó chịu đến tái mét mặt mày, buồn nôn choáng váng, lăn lộn sùi bọt mép luôn đúng không? Nếu không phải hắn có thực lực cao cường, cộng thêm thường xuyên được rèn luyện với các loại mùi khi luyện đan thất bại, thì không chừng đã bị thứ mùi hôi thối này xông cho quỳ sấp rồi. Thứ này mà tinh luyện ra, thì đúng là ác mộng đối với đám tu sĩ nhất phẩm vừa mới khai thông lỗ mũi và tu sĩ nhị phẩm chưa khống chế được khứu giác đấy dược sư lẩm bẩm nói, sau đó giơ tay lên vỗ một cái, tạo thành trưởng phong đánh tan luồng xương khói màu đen tanh hôi cực điểm. Cho dù đã ngửi một lần rồi nhưng tôi vẫn không thể thích ứng được. Cảm giác mấy ngày nữa cũng không có khẩu vị để ăn cơm. Tống Thư Hàng cũng oán giận không kém gì. Thành công không? Sược sư hỏi. Tỏa ra mùi tanh tưởi thế này, chắc là thành công nhỉ? Tống Thư Hàng nhặt vung nồi lẩu, cái vung này lần nào cũng bị văng ra, cho dù là thủy tinh cường lực thì sớm muộn cũng tan xương nát thịt mất. Dược sư bịt mũi đến gần nồi lẩu, nhìn vào trong. Chỉ thấy trong đáy nồi có một lớp dược hồ mỏng dính, trong suốt, thối hoắc. Hắn vươn tay câu một cái, một giọt nước thuốc bị khều lên, rơi vào trong miệng hắn. Cẩn thận cảm nhận dược tính bùng nổ của thối thể dịch trong miệng mình, dược sư nở một nụ cười hài lòng. Quả nhiên là thế. Tinh toán ước lượng một chút, Dược hiệu yếu hơn chừng một nửa so với thối thể dịch bản đơn giản hóa mà hắn luyện ra. Theo lý thuyết, tu sĩ sử dụng đan dược có hiệu quả càng mạnh càng tốt, nhưng mà khi dược hiệu của thối thể dịch bản đơn giản hóa giảm đến một mức nhất định thì lại mang đến một hiệu quả đặc biệt bất ngờ. Thối thể dịch bản cũ có dược hiệu rất mạnh, cho dù là đệ tử tinh anh mà các môn phái tuyển chọn vào cũng phải tu luyện trước từ vài tháng đến nửa năm, kích phát khí huyết của bản thân lên đến cực hạn, điều chỉnh thân thể đến trạng thái tốt nhất rồi mới dùng được. Sau khi thối thể dịch được dược sư làm đơn giản đi, đệ tử tinh anh của các môn phái muốn dùng cũng phải tu luyện cả một tháng tròn. Thế nhưng chỉ cần dược hiệu của thối thể dịch giảm đi thêm một mức nữa, thì đệ tử trong các phái chỉ cần điều chỉnh trạng thái sơ qua là dùng được ngay. Tiếp đó, sau khi trải qua quá trình, thối thể cường độ thân thể tăng lên, liền có thể dùng tiếp thối thể dịch có phẩm chất cao hơn, tiết kiệm được phần lớn thời gian huấn luyện đệ tử ở thời kỳ đầu phải biết rằng thời gian tạo nền tảng của đệ tử là dành ra từng giây. Thời gian tạo nền tảng tốt nhất là từ 6 tuổi trở lên chỉ có 2 năm ngắn ngủi, thời điểm dùng thối thể dịch càng sớm mới càng tốt. Quan trọng hơn là phương pháp luyện chế thối thể dịch của Tống Thư Hàng không cần cố ý làm gì cả, chỉ cần khi luyện chế, thối thể dịch bản đơn giản hóa, đến bước thứ 41 xảy ra sai lầm, lập tức thay đổi trình tự luyện đan là được. Phương pháp này quả thực là bổ sung cho thối thể dịch bản đơn giản hóa của dược sư, không những tiến thêm một bước hoàn thiện đan phương của hắn, mà còn giúp cho đám học đồ luyện đan sư tiết kiệm được không ít dược liệu. Nhìn thấy vẻ tươi cười đầy hài lòng của dược sư, tống thư hàng thở phào nhẹ nhõm. Như vậy là có thể hoàn thiện đan phương thối thể dịch bản đơn giản hóa giúp dược sư tiền bối sao? Không dễ dàng như vậy, lần này ngươi luyện chế thành công chỉ chứng minh được ý tưởng hoàn thiện đan phương của ta là khả thi mà thôi mấy ngày kế tiếp còn cần ngươi phối hợp, ta phải cải thiện một số chỗ trong cách luyện đan của ngươi. Ha ha, lần này quả nhiên là đến đúng chỗ rồi. Dược sư vui vẻ. Tống Thư Hàng gật đầu nói. Tôi sẽ cố gắng phối hợp với tiền bối. Dược sư vừa lòng gật đầu, vươn tay lấy ra một quyển sổ thật dày, ghi chép toàn bộ số liệu và chi tiết của cuộc thực nghiệm vừa rồi. Hắn được xưng là luyện đan sư thiên tài, có danh tiếng vang dội trong giới tu sĩ nhưng không phải hắn cứ ngồi ở nhà là cái danh thiên tài ấy tự rơi xuống đầu. Từ cuốn sổ dày cộp kia, có thể thấy được hắn trả giá bao nhiêu tâm huyết và cố gắng cho nghiệp luyện đan. Chưa kể, trong động phủ của dược sư ước chừng phải có đến 30 cái giá chứa những cuốn sổ dày như thế. Đằng sau thành công của mỗi một thiên tài, đều có những giọt mồ hôi mà người thường không đong đếm được. Tống Thư Hàng nhìn dược sư, vẻ mặt muốn nói lại thôi. Cuối cùng, hắn vẫn không nhịn được mà hỏi dược sư tiền bối, lúc trước ông nói phi kiếm truyền thư của thông huyền đại sư sẽ tới sau khoảng 4 năm tiếng đồng hồ, tính thời gian chắc là cũng sắp xỉ rồi nhỉ. Kim cương căn bản quyền pháp và chân ngã minh tưởng kinh. Đó là hai môn công pháp có thể giúp gắn chân chính tiến vào cánh cửa tạo nền tảng của tu sĩ. Vừa nghĩ tới hai môn công pháp nhập môn của tu sĩ thì trong lòng tống thư hàng liền dục dịch không yên, không kiềm chế được. Hắn chỉ hận không thể có hai bản bí tịch công pháp ấy trong tay ngay lúc này đây ha ha, không vội, phi kiếm truyền thư của thông huyền đại sư lấy ta làm tọa độ, khi sắp đến chỗ ta sẽ có phản ứng. Ừm, chúng ta về ký túc xá của ngươi đi, tọa độ truyền tống ban đầu là ở ký túc xá của ngươi, nếu không có gì bất ngờ xảy ra thì chắc là phi kiếm sẽ bay đến đó. Sược sư cười nói, bây giờ chúng ta về luôn à, tống thư hàng hỏi đầy chờ mong. Không vội, ta quan sát quá trình ngươi luyện thối thể dịch, đã nghiệm chứng ra rất nhiều điểm khả thi quan trọng, phải ghi lại một chút trước đã ừm nếu ngươi sốt ruột thì về trước đi ta đi theo sau cũng kịp dược sư nói tống thư hàng gật đầu vậy tôi về ký túc xem thế nào trước nhé tiền bối đi đi thanh niên các ngươi lúc nào cũng nóng vội dược sư vừa nói vừa vung tay ném ra một cái một chuỗi chìa khóa bay đến chỗ tống thư hàng đây chính là chìa khóa ngôi nhà này cho ngươi chìa khóa dù sao có những năm tầng nhà một mình ta không dùng hết nhiều như thế, cho ngươi mượn tầng cao nhất để ở đó, miễn cho ngươi phải đi thuê. Dược sư nói mà không thèm ngẩng đầu lên. Mua nhà thì đã mua rồi, để không cũng vô dụng, chẳng bằng bán cho Tống Thư Hàng một cái ân tình. Tống Thư Hàng nhận chìa khóa, cũng chẳng hề khách sáo. Cảm ơn tiền bối. Hắn thực sự cần một ngôi nhà không ai quấy dày, hơn nữa hắn còn không có dư tiền. Dược sư có thể cho hắn mượn một gian phòng vừa hay giải quyết được việc cần kíp, cho nên hắn chẳng khách khí trước mặt tiền bối làm chi. Nhớ phải khóa cửa đấy, dược sư phẩy tay, rồi lại tiếp tục cắm mặt vào cuốn sổ dày mà múa bút thành văn. Tống Thư Hàng gión rén rời đi. Đương nhiên hắn cũng không quên đem lò vi ba cùng nồi lẩu về, tránh cho bị bạn cùng phòng hoài nghi. Chương 45: Thiếu nữ lại bị ép tường. 5 phút sau khi rời khỏi chỗ dược sư, Tống Thư Hàng lại đi đến con hẻm nhỏ ở khu phố Đại Cát. Sau đó, hắn chớp mắt lại thấy cảnh tượng vừa xa lạ vừa quen thuộc. Cách chỗ hắn đứng chừng hơn 10 mét, có 11 tên côn đồ đang tụ tập. Bọn chúng nhuộm tóc đủ màu, sỏ tai lỗ chỗ, khuyên mũi khuyên môi, trên cánh tay còn xăm những hình thù kỳ quái. Ví dụ như cái tên có thân hình cao lớn đang chống một tay làm động tác ép tường kia, trên mặt nở nụ cười xấu xa bất lương, cánh tay lại xăm một chú vịt xiêm khả ái. Mà người đang bị vịt xiêm nhỏ bất lương ép tường là một thiếu nữ xinh xắn như hoa người cao chừng 1m50, tóc ngắn, không cần phấn son cũng vẫn xinh đẹp như ngày nào. Vì dáng người nhỏ nhắn nên nhìn cô ấy chỉ như một học sinh trung học. Vừa xinh xắn vừa đáng yêu. Lúc này, thiếu nữ tóc ngắn dựa vào tường, vẻ mặt không chút biến hóa, trong mắt đầy vẻ lạnh lùng. Này cô em xinh đẹp, một mình ở đây có thấy cô đơn không? Có muốn chơi đùa vui vẻ với các anh không nào? Chơi miễn phí nha, nhiều trò vui lắm sẽ rất là sướng đó. Bọn anh sẽ cùng chơi với em nha. Gần đây có một nhà nghỉ không tồi, không xa đâu, bao gái chơi rồi còn muốn chơi nữa. Khiêu khích đủ kiểu, giỡn mặt đủ trò. Không chỉ cảnh tượng quen mà lời thoại cũng quen, đầu năm nay, trước khi đám côn đồ trêu ghẹo các em sinh gái đều học thuộc lời thoại này à. Y như đám cướp cổ đại trước khi đánh cướp nhất định phải giống lên cái câu, núi này do ta mở, cây này do ta trồng, muốn đi qua phải để lại tiền mãi lộ vậy. Tống Thư Hàng thở dài dây dây huyệt thái dương. Một thanh niên năm tốt nhìn thấy tình huống này, rốt cuộc vẫn không thể coi như không thấy. Tuy rằng sau khi xong việc, thiếu nữ tóc ngắn kia không những không cảm kích hắn, mà nói không chừng còn mắng hắn xen vào việc của người khác nữa kia. Nhưng hắn vẫn quyết định giải cứu thiếu nữ ấy một chút, bởi vì chỉ là tiện tay thôi mà. Cho nên mới nói, tên nhóc Tống Thư Hàng này đã sớm bị dán đầy thẻ người tốt. Tống Thư Hàng vặn vặn nắm tay, nhanh chóng đi vào trong hẻm nhỏ. Lúc này, thiếu nữ tóc ngắn kia cũng nhìn thấy hắn. Thiếu nữ lạnh lùng nhìn thấy thư hàng thì rốt cuộc cũng không duy trì được vẻ mặt như núi băng nữa, khóe miệng cô hơi giật giật. Đầu năm nay nhiều kẻ thích xen vào việc của người khác đến thế cơ à. Đáng ghét, thiếu nữ tóc ngắn nhẹ giọng nói. "Yo, mỹ nữ, em vừa nói gì đó? Ưng ừ, bọn anh rồi sao?" Tên côn đồ vịt xiêm nhỏ cười bị ổi vươn một tay ra muốn sờ lên mặt thiếu nữ tóc ngắn. Thiếu nữ tóc ngắn hử lạnh một tiếng, tiếp đó, cô nàng vươn hai tay đang khoanh trước ngực ra, dùng động tác nhanh như chớp giật túm đầu tên du côn vịt xiêm, kéo mạnh về phía mình. Động tác này, muốn kích sao, đúng là một em gái nhiệt tình như lửa, tên nhãi vịt xiêm vui như mở cờ trong bụng, đôi môi dày chu ra toàn nước miếng, chuẩn bị nếm thử đôi môi của mỹ nhân băng giá. Sau đó, không có sau đó một tiếng cốc trầm đục vang lên. Tên du côn vịt xiêm chỉ thấy chán đau nhức nhối như bị trùy sắt đập vào. Sau đó tầm mắt tối sầm, bất tỉnh nhân sự. Trong lúc mơ hồ, hắn còn cảm thấy mũi mình chảy ra chất lỏng, là vì đầu bị nện mạnh nên chảy máu à. Thiếu nữ tóc ngắn lạnh lùng như trước. Sau khi dùng một động tác đánh ngã tên bất lương vịt xiêm thì ném hắn sang một bên chẳng khác gì vứt rác. Không động như núi băng, vừa động như lửa đỏ kiểu tấn công bằng đầu như thế ngay cả khi con trai đánh nhau cũng ít khi dùng trừ khi phải tự tin với độ cứng của đầu mình lắm bằng không tấn công như vậy sẽ dẫn đến hậu quả hai đứa cùng đau thiếu nữ khiêu khích nhìn tống thư hàng khóe miệng nhếch lên a hoàng khốn thật a hoàng ăn hành rồi a hoàng mày đừng chết con thối mày phải trả giá bọn anh phải cho mày thấy thế nào gọi là sung sướng như tiên mười thằng du côn phía sau liên tục gào rú sau đó hung hăng bao vây thiếu nữ tóc ngắn. Thiếu nữ tóc ngắn hừ một tiếng lạnh lùng, nắm chặt nắm đấm vươn ra trước mặt, hai chân hơi xoải đứng thành thế trung bình tấn. Động tác như nước chảy mây bay, lưu loát, sinh động, vừa đẹp vừa ngầu. Chết! Ngoài nghề xem náo nhiệt, trong nghề xem môn đạo, từ một bước trung bình tấn đơn giản này có thể nhìn ra công phu cơ bản của thiếu nữ nọ rất vững, cô có luyện qua, Đáng tiếc Tống Thư Hàng và phần lớn đám côn đồ là một lũ ngoài nghề hàng thật giá thật, tất cả chỉ cảm thấy động tác của cô nàng này chất vãi nồi. Hay! Thiếu nữ tóc ngắn ra tay như chớp giật, thân thể hơi lao về phía trước, nắm đấm nhìn thì mềm mại mà đấm thẳng vào cằm của một tên côn đồ thì chẳng khác nào một phát pháo sung thiên. Nắm tay bé nhỏ dễ thương như thế có đánh mạnh vào cằm người ta thì cũng chỉ đau một tí mà thôi. Thế mà tên côn đồ bị đánh chúng lại bay bật ngược ra, vẽ một đường cong xinh đẹp trên không trung rồi rơi bịch xuống đất. Đồng tử của cả đám côn đồ co rụt lại, cả lũ nhất tề cứng đơ như khúc gỗ, mồm há hốc ra. Không thể nào, một cô nàng đáng yêu thế này sao lại đánh ra một đấm đáng sợ như thế được. Cả lũ khựng lại, nhưng thiếu nữ tóc ngắn thì không hề dừng lại. Cô nàng hơi hạ chân trái, nâng chân phải đá một phát trời dáng, đạp ngã tên côn đồ đứng bên phải mình, chân kia thuận thế đạp lên người gã. Mượn lực một bước này, Cô xoay hông, hai chân như hai gọng kìm kẹp của một tên khác, thân thể mềm mại xoay tròn như rắn, ném gã bay ra thật xa. Đây đâu phải là một thiếu nữ xinh xắn bé nhỏ bị ép tường. Đây rõ ràng là một món đại sát khí hình người, mỗi bộ phận trên cơ thể đều là vũ khí, đều có thể bùng nổ ra công kích. Càng vô nhân tính hơn là món đại sát khí này còn bật hình thức vô song. Hơn 10 giây sau, 11 tên côn đồ ăn hành tập thể, nằm như 11 cái xác trên mặt đất thiếu nữ tóc ngắn vỗ vỗ chiếc quần bảy phân bó sát không một hạt bụi, sau đó ngẩng đầu 45 độ nước nhìn Tống Thư Hàng, lại hừ lạnh một tiếng. Sau đó, cô nàng xoay người, dương dương tự đắc rời đi, hệt như một con gà trống đầy kiêu hãnh. Tống Thư Hàng xoa cầm, nghiêm túc gật đầu. Thì ra đúng là mình xen vào việc của người khác thật à. Bảo sao lại giận dữ thế. Sau đó hắn nhỏ giọng nói. Cơ mà nói đi cũng phải nói lại, hai ngày liền đều thấy cô ấy bị đám côn đồ ép tường. Cổ không có thể chất hay thiên phú đặc biệt, bị côn đồ sảm sỡ, đấy chứ. Cách đó một đoạn, thiếu nữ tóc ngắn đang kiêu ngạo bước đi bỗng nhiên khựng lại, khóe miệng hơi run lên một chút, sau đó rảo bước đi xa. Sau khi thiếu nữ đi rồi, Tống Thư Hàng ngồi xổm xuống bên cạnh đám côn đồ, thò tay cho tên xăm vịt xiêm. Thằng nhãi vịt xiêm nhỏ phát ra một tiếng rên đau đớn, may quá, còn sống không chết là được rồi tống thư hàng an tâm gật đầu thoải mái bỏ đi một nước trung quy hắn không phải là một người tốt mù quáng nếu đám côn đồ này không chết thì hắn chẳng hơi đâu đi gọi cấp cứu hộ chúng làm gì cứ để bọn chúng ngoan ngoãn nằm trên đất mà kiểm điểm bản thân đi dùng thân thể mà ghi nhớ lần sau đừng có thấy con gái sinh thì sàm sỡ người ta nữa nói không chừng con gái nhà người ta loáng cái lại bật vô xong đấy hơn nữa Tống Thư Hàng cũng chẳng dư thời gian dây dưa với tụi côn đồ, hắn còn phải mau chân về ký túc xá trở thông huyền đại sư, phi kiếm truyền thư tới cơ mà. Phi kiếm truyền thư, chính là thần kỹ trước kia chỉ xuất hiện trong mơ thôi đấy. Bây giờ hắn sắp được tận mắt chứng kiến rồi, rốt cuộc nó sẽ như thế nào nhỉ? Còn nữa, kim cương căn bản quyền pháp và chân ngã minh tưởng kinh mà phi kiếm truyền thư đưa tới sẽ như thế nào? Là hai quyển sách cũ kỹ đóng gáy buộc chỉ là tranh vẽ trên tơ lụa, hay dứt khoát là quyển trục bằng da thú luôn. Nghĩ thôi đã thấy rất thích rồi. Audio điện tử võ tấn bền. Hết chương 45.